là gì, là các cái protocol dành cho các cái bệnh lý sọ não mà thường gặp, bệnh lý sọ não nội sọ thường gặp, đúng không? Thì trong cái nội dung của bài này thì ngoài cái cắt lớp vi tính thì chúng ta đã nhắc đến các cái protocol dành cho một số các bệnh lý về cả về về cắt lớp vi tính mà chúng ta đã nhắc đến ở bài trước. Thì dĩ nhiên là một cái phần không thể thiếu đấy là cái protocol về cổng từ. Thì các bạn cũng biết là cái trong cái đánh giá về bệnh lý nội sọ, đúng không? Thì cái cổng từ nó vẫn có cái ưu thế tuyệt đối trừ cái chấn thương sọ não, đúng không? Và dĩ nhiên là cái chấn thương sọ não thì mình cũng sẽ không nói ở bài này nữa. Vì sao? Vì cái protocol mà tiếp cận của cái bệnh lý chấn thương sọ não thì nó đã trình bày rất là đầy đủ, tương đối đầy đủ, đúng không? Ở trong cái bài về cắt lớp vi tính rồi. Vì cắt lớp vi tính thì nó đóng cái vai trò tuyệt đối trong cái việc đánh giá các bệnh lý của chấn thương sọ não. Trong cái bài này thì bạn nhìn thấy là nó cũng mình để một cái danh sách khá là dài, đúng không? Và đấy, mình thì mình cũng không thích để trong một bài mình nhắc đến quá là nhiều vấn đề. Vì sao? Vì nó sẽ làm cho học viên khá là khó nhớ. Tuy nhiên là mục tiêu của bài này ấy, thì mình chỉ là nói về cái vấn đề về các cái protocol cũng như là cái cách tiếp cận thôi, chứ còn chúng ta sẽ không đi sâu vào cái việc chẩn đoán, đúng không ạ? Chẩn đoán hình ảnh thì các bạn yên tâm là gì, là những cái bài này thì chúng ta sẽ có những cái bài đi sâu nó cụ thể hơn ở những cái vòng đấu sau. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nói về cái ischemic stroke, là một cái bệnh lý cũng rất là phổ biến. Thì đối với cái bệnh lý này thì chúng ta có hai phương pháp chẩn đoán hình ảnh có thể sử dụng, đấy là gì, là cái cắt lớp vi tính và cộng từ. Trong đó thì cắt lớp vi tính thì nó có một cái ưu điểm, đấy là gì, là cái thời gian thăm khám nhanh và tính chất phổ biến và dễ tiếp cận, và đặc biệt là nó có thể được sử dụng trong các trường hợp là bệnh nhân có chống chỉ định cộng từ. Đối với cộng từ thì nó có một cái ưu điểm, đấy là gì, là cái đánh giá cái thông tin nó đưa ra nhiều cái thông tin hơn, và đồng thời đánh giá toàn diện cái tổn thương hơn so với cả cái cắt lớp vi tính. Mặc dù vậy thì cái nhược điểm muôn thuở của ông cộng từ đấy là gì, là cái thời gian thăm khám rất là dài, và đồng thời là gì, là bác sĩ chẩn đoán ảnh cũng phải có một cái sự đào tạo mà cũng tương đối là tốt, đúng không? Đặc biệt là gì, là nếu mà chúng ta nghiên cứu về chuyên sâu về bệnh lý thần kinh chẳng hạn, đúng không? Thì đòi hỏi là người bác sĩ người ta cũng phải có một cái skill, cái đào tạo một cách chuyên sâu về chẩn đoán ảnh thần kinh. Thì khi nói về cái ischemic stroke thì chúng ta sẽ phải nói về các cái giai đoạn khác nhau của ischemic stroke. Vì sao? Vì cái theo 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 mình ấy, thì cái chiến lược, đúng không, của chúng ta ở mỗi cái giai đoạn là nó sẽ khác nhau. Thì đầu tiên là đối với cái giai đoạn cấp, hay gọi là giai đoạn tối cấp, đúng không, thì cái slogan nó là kinh điển, đấy là gì, là time is brain. Các bạn có thể là cái slogan gọi là kinh điển của cái acute stroke, thời gian là não, có nghĩa là gì, là chúng ta phải hành động càng nhanh càng tốt, đúng không ạ? Nên là nó mới có cái gọi là cái slogan tiếp theo là act fast. Thì cái này thì người ta gọi là gì, gọi là đưa ra cái này để cho chúng ta, những cái người, thậm chí là những cái người không phải là ngành y, đúng không ạ, cũng vẫn có thể là chẩn đoán được cái bệnh lý, cái dấu hiệu của một cái ischemic stroke, đúng không ạ? Đó là gì, là face, arm, và speech, đúng không ạ? Đấy, để chúng ta có thể là tiếp cận ngay, và đồng thời là gì, là người ta cũng nhấn mạnh cái từ time, đúng không ạ, rất là quan trọng. Vì sao? Vì time is brain. Vậy thì cái mục tiêu của cái acute stroke này là gì, là chúng ta sẽ phải xác định là chắc chắn là bệnh nhân là có một cái bệnh lý thiếu máu, và sau đó thì chúng ta sẽ phải xác định là cái thời gian và mức độ tổn thương nó như thế nào, đúng không? Thời gian là bao lâu, để làm gì, để chúng ta đưa ra các cái điều can thiệp phù hợp. Thì ở đây chúng ta có hai cái can thiệp mà được sử dụng rất là phổ biến, đấy là gì, là cái theo sợ huyết và cái điều trị là huyết khối, đúng không? Dĩ nhiên là những cái chỉ định của nó sẽ khác nhau từng cái một. Và để làm được cái việc là gì, chẩn đoán xác định cũng như là đánh giá về cái mức độ tổn thương, đúng không? Thì chúng ta có hai cái protocol khác nhau. Cái protocol là trước 6 giờ và cái protocol là sau 6 giờ, đúng không ạ? Vì các bạn biết là những cái như là lấy là can thiệp mà tại vì là cái 6 giờ, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ làm bất kể cái không cần thiết là phải đánh giá cái vùng tranh tối ánh sáng, nhưng mà sau 6 giờ thì bắt buộc chúng ta phải đánh giá cái vùng penumbra. Trước 6 giờ thì cái protocol tiếp cận đối với các lớp vi tính là gì? Đấy là cái CT non contrast và cái CTA, CT angiography, là đầy đủ để chúng ta có thể
đánh giá xem là thứ nhất là trên lăn con SWAT nó có thiếu máu thực sự hay không, đúng không ạ? Nó có thiếu máu hay là nó là chảy máu, đúng không ạ? Và cái CTA giúp cho các bạn biết đánh giá xem là cái vị trí tắc nó nằm ở đâu, là mảnh nhánh nhỏ hay là nhánh lớn. Thế còn đối với cái những cái bệnh lý trường hợp là gì, là một cái after 6 hour hoặc là unknown time symptom onset thì chúng ta sẽ phải bắt buộc phải đánh giá thêm cái penumbra, đúng không? Tại vì sao? Vì cái penumbra là cái quyết định, có đóng vai trò quyết định trong cái giai đoạn này. Đấy, chính vì vậy là gì, là cái CT perfusion là cái mà bắt buộc chúng ta phải đưa vào trong cái protocol đối với những cái bệnh nhân là gì, là sau 6 giờ hoặc là chúng ta không biết được cái thời gian khởi phát của bệnh. Đề cập đến cái cụm từ, đúng không ạ? Cụm từ trong cái bệnh lý tối cấp thì cái việc là gì, cái việc cái ưu điểm hay cái nhược điểm hay là các cái xu hướng sử dụng của cái cụm từ hay cắt lớp vi tính trong tiếp cận cái bệnh lý tối cấp ấy, thì chúng ta sẽ bàn một cách chi tiết hơn trong cái trong cái bài về ischemic stroke. Thế ở đây chúng ta chỉ nói về cái protocol của của ischemic stroke đối với cụm từ. Thì các bạn thấy là gì, là chúng ta ở đây có cái protocol với một chuỗi xung diffusion trong T2 sound, flare, TOF 3D và perfusion, đúng không ạ? Và các bạn có thể thấy là gì, là cái trong cái protocol này thì không có T1, không có T1. Vì sao? Vì là cái T1 nó không thực sự cần thiết trong cái giai đoạn này, đúng không ạ? Và lý do là gì? Lý do là chúng ta là time is brain, đúng không ạ? Đối với một cái bệnh nhân khác, một cái trường hợp khác, đúng không ạ, thì mình nhấn mạnh là gì, là các bạn có thể ép bất kỳ một cái xung nào, đúng không ạ? Và mình còn khuyến khích các bạn là gì, là ép nhiều xung, càng nhiều xung càng tốt để chúng ta chẩn đoán cho nó tốt, đúng không? Nhưng mà đối với cái bệnh lý tối cấp ấy, thì tốt nhất là time is brain, các cậu đừng có ôi cái này làm thêm tí T1, làm thêm tí T2 đấy, hoặc làm thêm tí flare 3D kiểu thế, đúng không? Thì mình chắc chắn với các bạn là gì, là các bạn đang lãng phí cái brain của bệnh nhân, đúng không? Cái brain của bệnh nhân bằng cái gọi là gì, cái brain của bạn đấy. Và các bạn cũng như vậy, đúng không? Một cái vấn đề nữa mà các bạn cần phải lưu ý, đấy là gì, đấy là cái thứ tự của chuỗi xung cũng các bạn cũng cần phải được tôn trọng. Đấy là gì, là cái diffusion là phải ở đầu tiên, sau đó là cái T2 sao là thứ hai, đúng không? Ở trong các cái khám khác thì các bạn kỹ thuật viên người ta bảo là ok, mày thích, ông thích làm, ông thích để flare lên trước được, để top lên trước được, ông thích làm cái gì lên trước cũng được, đúng không? Nhưng ở đây tại sao chúng ta phải bắt buộc cả cái diffusion đầu tiên, đúng không? Tại vì câu chuyện là gì? Câu chuyện là chúng ta chẩn đoán xác định, đúng không? Chúng ta cái chuỗi xung diffusion này, đúng không? Một cái tăng tín hiệu trên DWA, một cái giảm trên ADC, là chúng ta sẽ ok, đồng ý là cái này ông ấy có thiếu máu rồi, đúng không? Tiếp theo là tại sao lại T2 sao lại thứ hai, thì các bạn cũng đồng ý với mình luôn là gì, là cái T2 sao là giúp các bạn là chẩn đoán loại trừ cái chảy máu, đúng không, cái chảy máu đấy. Thì và một cái vấn đề nữa trong cái acute stroke đấy là gì, đấy là bệnh nhân người ta sẽ rất là dễ dụ, đúng không, người ta rất là dễ dụ, cho nên có khả năng cao là các bạn sẽ không thể thực hiện được những cái bước tiếp theo sau khi mà các bạn làm diffusion, làm T2 star. Như trường hợp này, đúng không? Các bạn nhìn thấy là một cái ảnh ở trên ảnh B đây, đúng không? Các bạn thấy là gì, là bệnh nhân người ta rất là dễ dụa, đúng không? Đấy, cho nên là gì, chúng ta làm diffusion trước, chúng ta làm T2 star trước, thì có thể là những cái thăm khám sau, ví dụ như là cái flare rồi cái TOF rồi cái perfusion có thể bị rung, đúng không? Nhưng các bạn vẫn có thể đủ để chẩn đoán. Đấy là cái rất quan trọng, đúng không? Cho nên đối với cái nếu các bạn sử dụng cụm từ để các bạn thăm khám đánh giá cái acute stroke ấy, thì tốt nhất là gì, tốt nhất là các bạn nên có hai điều, đấy là gì, là cái T1 là cái mà bắt buộc các bạn không cần thiết, thứ hai là gì, thứ tự các chuỗi xung là các bạn phải follow, đúng không? Và người ta còn tính luôn là gì, đấy, tính luôn là cái thời gian, là tổng thời gian cho cái thăm khám này là 9 phút, đúng không ạ, 9 phút. Và các cái thăm khám này thì các bạn cũng chỉ cần đánh giá trên ASEAN thôi, chứ đừng có lại Coronan rồi là Sanitan, đúng không? Không cần thiết như thế, đúng không? Tất cả đều là ASEAN để làm gì, để mà chúng ta có thể lên một cái protocol rất là nhanh gọn, nhanh chóng. Đấy là về cái giai đoạn tối cấp, đúng không? Tiếp theo là cái giai đoạn bán cấp. Thì ở giai đoạn bán cấp thì chúng ta sẽ focus vào cái chuyện là gì, là chúng ta chẩn đoán nguyên nhân, đúng không? Tại vì sao? Vì bệnh nhân thì thường là sẽ đến với các bạn vì một cái history là gì, là bệnh nhân bị tai biến rồi, đúng không?
Vậy thì câu tiếp theo của chúng ta sẽ làm là gì để mà đánh giá xem là nó có cái biến chứng gì hay không, đúng không? Thì cái NEC ấy, cái NECD ấy, thì là chúng ta đánh giá xem là có chuyển dạng chảy máu hay không, có hiệu ứng phối hay không. Thế còn tiếp theo là gì, là chúng ta phải tìm nguyên nhân để mà hạn chế cái nguy cơ gọi là gì, nguy cơ tái phát của cái stroke đấy, đúng không? Thì đối với cái CT thì đánh giá cái mạch máu rất là tốt, đúng không? Đấy là CTA. Chúng ta sẽ đánh giá toàn bộ cái hệ thống mạch não trong và ngoài sọ, đánh giá cái mức độ hẹp rồi hình thái của mảng xơ vữa. Như trong trường hợp này chúng ta có một cái mảng xơ vữa nằm ở cái động mạch cảnh trong bên trái, đúng không? Rồi là chúng ta xem nó có bị người ta bệnh nhân có bị lắp tắc hay không, rồi là gì, rồi là nhưng mà tuy nhiên thì CTA thì lại hạn chế đánh giá cái mức độ hẹp tại vị trí vôi hóa, đúng không? Và cái này thì nó sẽ dùng sẽ có cái cộng từ để nó bù đắp, đúng không? Vậy thì cái cộng hưởng từ trong cái giai đoạn bán cấp và mãn tính thì nó cũng có nó cũng là gì, giúp cho chúng ta đánh giá cái nguyên nhân, và đồng thời là gì, là nó sẽ đánh giá tốt hơn, đặc biệt là cái vùng hố sau hoặc là vùng sâu, đúng không? Là những cái vùng mà có thể là cái CT nó có cái hạn chế nhất định. Thì cái protocol thì các bạn tốt nhất là gì, các bạn nên sử dụng cái mặt phẳng nhất định, mặt phẳng chung đấy là mặt phẳng ASEAN, để các bạn có thể so sánh về cái bất thường và tín hiệu, đúng không? Mình không khuyến cáo cái việc là các bạn sử dụng nhiều mặt phẳng trong cái trường hợp này, vì nó cũng không cần thiết, thực sự nó không cần thiết. Các bạn đánh giá ASEAN hết, đồng thời là các bạn đánh giá thêm cái chung TOF, đúng không? Để xem cái đa giác Willis, rồi là gì, rồi là MRI, là cái chụp giống như chụp CTA thôi, đúng không? Nhưng mà chúng ta sẽ sử dụng cộng từ lúc đối qua đã nhắc đến trong cái bài về các cái đánh giá mạch máu, đúng không? Các trụ xung đánh giá mạch máu. Đối với tiêm thuốc trong trường hợp này thì không phải chỉ thường quy, đó nhất định không nhất thiết phải tiêm thuốc, đúng không? Trừ khi trường hợp là gì, là chúng ta nghi ngờ và T1 T2 thì bình thường. Giống như trường hợp này, đúng không? Chúng ta có bệnh nhân này nó có một cái dissection ở cái đoạn động mạch cảnh trong bên trái, đúng không ạ? Bên trái ở trên những xung TOF và trên những xung MRI. Đấy, thì cái chuỗi xung phát sát ở cái vùng nền cổ ấy, thì cho chúng ta thấy là gì, là có một cái ổ máu tụ nằm ở trong cái vùng dissection, đấy là cái nguyên nhân gây ra cái ischemia trong người bệnh. Và chắc chắn là gì, là những cái nguyên nhân như thế này thì cần phải được xử lý để tránh cái việc là gì, là nó có cái tái phát tiếp theo, đúng không ạ? Đấy thì tóm lại là gì, là đối với cái giai đoạn là gì, giai đoạn bán cấp và giai đoạn cấp tính, đúng không? Thì cái việc chúng ta chẩn đoán nguyên nhân cái chẩn đoán xác định thì nó không phải là cái gì nó quá là căng thẳng. Tuy nhiên thì cái việc mà chẩn đoán nguyên nhân gây ra cái nguyên nhân nó có thể gây ra cái stroke này nó là quan trọng hơn. Một số các phương pháp khác có thể sử dụng trong cái giai đoạn này, đấy là gì, đấy là cái Doppler ở vùng cổ, Doppler xương sọ, đúng không? Để đánh giá cái hẹp tắc ở vùng cổ cũng như là xem cái hiệu quả của tiêu sợi huyết, hay là DSA thì nó hạn chế hơn, thì có thể là trong cái giai đoạn, trong cái trường hợp là gì, là đánh giá cái vascular rit, đúng không? Tức là gì, là cái viêm mạch máu rất khó để chẩn đoán trên CTA cũng như là trên cộng từ, và cũng thể là gì, đánh giá thêm cái mức độ hẹp của cái động mạch cảnh, đúng không? Trên Doppler và trên cộng từ nếu như nó có sự bất tương xứng về kết quả. Vậy thì tóm lại là đối với một cái stroke, đúng không? Thì đối với giai đoạn cấp tính chúng ta có là gì, là có trên CT chúng ta có cái xung không tiêm, đúng không? Chúng ta có xung CTA, chúng ta có perfusion trong trường hợp là giai đoạn là sau 6 tiếng. Cộng từ thì nhắc lại là chuỗi xung T1 là không cần thiết, và chúng ta sẽ cài đặt đúng cái protocol theo đúng thứ tự, đấy là gì, là diffusion và T2 sao nên được đặt lên hàng đầu và thứ hai, và tiếp theo là chuỗi xung flare, chuỗi xung TOF ở cái vùng Willis, rồi là chuỗi xung perfusion. Đối với cái giai đoạn ăn cấp và cấp tính thì cái việc chẩn đoán được đặt lên hàng đầu, do vậy là gì, là CT chúng ta có thể sử dụng CTA để đánh giá các cái máu. Đối với từ thì chúng ta có thể sử dụng các cái xung xung khác để chúng ta đánh giá thêm về các cái bất thường của nhu mô. Ngoài ra thì cái việc đánh giá về mạch máu vẫn có thể được triển khai dựa vào là gì, dựa vào cái TOF ở vùng Willis hay là dựa vào cái xung MRI, đúng không? PT1 sau tiêm thì có thể.
thank you. bây giờ chúng ta sẽ sang cái bệnh lý số 2 tức là kỳ gai học, đấy là gì, là cái intracranial hemorrhage. Dĩ nhiên là trường hợp này thì chúng ta chỉ nói về cái việc là gì, là không phải do chấn thương thôi, đúng không? Chấn thương thì chúng ta đã đề cập ở bài trước rồi. Thì như các bạn biết là cái chảy máu nội sọ, đúng không? Thì nó sẽ được chia ra làm hai nhóm, đấy là gì, là cái loại mà chảy máu ở trung tâm, và cái loại thứ hai là chảy máu ở ngoại bi, nó gọi là lobar hemorrhage và central hemorrhage. Thì cái việc chẩn đoán xác định ở trên các lớp vi tính của cổng từ thì rất là dễ dàng, đúng không? Đặc biệt trên các lớp vi tính, các bạn là nhìn vào phát là các bạn thấy ngay là gì, là ok, bệnh nhân này nó có chảy máu nội sọ hay không, đúng không? Tuy nhiên thì đối với cái chảy máu nội sọ ấy, thì cái việc chẩn đoán nguyên nhân mới là cái mà các bạn cần phải nghĩ đến, đúng không? Tại vì sao, thì tất cả cái gì nó phải có nguyên nhân, đúng không? Và khi chúng ta tìm được cái nguyên nhân thì chúng ta sẽ làm hạn chế cái tổn thương tái phát, các cái lần tái phát trong người bệnh. Cái đó mới là cái quan trọng, đúng không? Không phải là mỗi chuyện là các bạn đã chẩn đoán ui cái này là chảy máu ở trong sọ nhá, xong các bạn ngồi rụt đùi, đúng không? Cái đó nó mình không khuyến khích, cái đó không phải là cái mà một bác sĩ chẩn đoán ngành được đào tạo, đúng không? Thì vậy thì cái chiến lược để chẩn đoán nguyên nhân là gì? Thì đối với những bệnh nhân trẻ thì bắt buộc là các bạn phải làm tìm nguyên nhân ở tất cả các vị trí, dù là chảy máu ở trung tâm hay là chảy máu ngoại vi, đều phải tìm nguyên nhân hết, không có loại trừ cái gì hết, đúng không ạ? Thế còn trên 50 tuổi thì các bạn biết là gì, là cái chảy máu nó thường nó hay gặp là gì, là do tăng huyết áp, đúng không? Cho nên là gì, chúng ta sẽ đặt ra khi nào, khi mà có chảy máu não thất hoặc là cái lobar hemorrhage, đặc biệt là đi kèm với chảy máu dưới nhện, dưới màng cứng. Đấy. Thì về mặt protocol, đúng không ạ? Thì nó có nhiều chiến lược khác nhau, chứ không phải là chỉ một cái fix cái nguyên nhân, một cái chiến lược duy nhất mà các bạn có thể là người được bạn có quyền lựa chọn. Thì cái này chúng ta sẽ nói một cách cụ thể hơn trong cái bài về intracranial hemorrhage. Thì tất nhiên là cái mà gọi là non-contrast CT thì nó sẽ là giúp để chúng ta sẽ chẩn đoán xác định, đúng không ạ, có chảy máu hay không. Cái CTA thì được khuyến cáo để làm gì, để mà loại trừ nguyên nhân mạch máu. Cái CTA là cái cực kỳ có vai trò rất tốt trong việc loại trừ nguyên nhân máu. Cái MRI thì tốt nhất là nên chụp trước 48 giờ. Đó là cái khuyến cáo, các bạn lưu ý là phải chụp trước 48 tiếng. Thì tại vì sao phải chụp trước 48 tiếng? Thì câu trả lời rất là rõ dễ thôi. Tức là gì, là cái trước 48 giờ thì cái máu ở trong cái máu nó chưa tăng tín hiệu trên T1, chưa tín hiệu trên T1, nó vẫn giảm tín hiệu trên T1. Do vậy là gì? Cho vậy là các bạn nên chụp trước 48 tiếng, các bạn tiêm thuốc vào thì đánh giá nó sẽ tốt hơn, thì nguyên nhân nó sẽ tốt hơn, đúng không? Thế còn trường hợp là gì? Nếu như các bạn mà tiêm cổng từ chụp mà sau 48 giờ, tức là gì, là cái máu nó tăng nhiễm T1 rồi, thì cái việc đánh giá cái tổn thương sau tiêm là cực kỳ khó khăn, đúng không? Cho nên là chúng ta nếu chụp cổng từ thì cân nhắc là chụp trước 48 tiếng sau khi mà có chảy máu. Thế còn cái DSA nó là một cái thăm khám, nó là một cái thăm khám gọi là invasive, đúng không? Cho nên là gì? Cho nên là chúng ta có thể cân nhắc khi mà nó có CTA và MRI âm tính, tức là gì, là không có gì cả, và chúng ta nghi ngờ chúng ta chụp DSA. Đấy thì đây là chiến lược, đúng không? Là chụp không tiêm thuốc này, chụp CTA này, sau đó chụp cổng từ này, và sau đó chụp DSA. Nếu như các bạn nào có nghi ngờ. Một cái trường phái khác nữa, đấy là gì, là các bạn chụp cái CT không tiêm thuốc non contrast để chúng ta xác định, chụp CTA để mà loại trừ các nguyên nhân mạch máu, đúng không ạ? Sau đó thì cũng giống như vậy thôi, thì các bạn có thể nếu như các bạn không nghi ngờ thì các bạn chụp cổng từ sớm trước 48 giờ, đúng không ạ? Sớm mà trước 48 giờ hoặc là sau vài tuần vài tháng, đúng không ạ? Thì cái nguyên nhân thì cũng đã nói với các bạn rồi, tức là gì, là nó tăng tín hiệu trên T1, đúng không ạ? Cho nên là tốt nhất là các bạn chụp sớm, tức là khi nó chưa tăng, hoặc là gì, hoặc chờ cho nó muộn hẳn, đúng không? Khi mà nó đã thoái triển, cái máu đã thoái triển rồi, thì khi đó thì chúng ta sẽ đánh giá nó một cách tốt hơn, đúng không? Thì cái chuỗi xung cộng từ này thì nó cũng là ưu tiên các cái mặt phẳng ASEAN thôi, đúng không? Các bạn nhìn thấy nó toàn là ASEAN là chính, đúng không? Để làm gì, rất là dễ để cho các bạn có thể so sánh, đúng không? Đối xứng. Chúng ta cũng nên chụp cái diffusion, đúng không? Để xem có nguyên nhân gì khác đi kèm hay không, mà cái TOF 3D là cái mà cần thiết, đúng không? Đấy thì thế còn cái trường hợp số 2 là gì, là các bạn khi các bạn không chụp cổng từ sớm ngay thì các bạn sẽ theo dõi thoái triển, đúng không ạ? Theo dõi.
Thì cái theo dõi thì thường là gì? Thường là sẽ sử dụng cái cộng từ cái CT, đúng không ạ? Người ta khuyến cáo nên sử dụng CT để xem là cái máu tụ nó thoái triển nó đã tốt hay chưa. Thế nếu trong trường hợp mà các bạn thấy là gì, là cái máu tụ nó đã thoái triển tốt rồi, thì khi đó thì chúng ta mới nên chụp cộng từ để tìm nguyên nhân. Vì dù sao thì cái cộng từ nó vẫn là cái mà nó sẽ nhạy hơn rất là nhiều so với cả cái cắt ly vi tính trong việc tìm nguyên nhân gây ra cái chảy máu, đúng không ạ? Và trong những trường hợp là gì, là các bạn làm hết tất cả mọi thứ rồi, cả CT, cả cộng hưởng từ, theo dõi nó kia các kiểu rồi mà vẫn không tìm ra được, đúng không ạ? Thì cái DSA mới được chỉ định, và nên sau 3 đến 6 tháng. Vì sao? Vì là nó là một cái invasive technique, và thứ hai nữa là trong những giai đoạn cấp tính thì đôi khi là gì, khối máu tụ nó có thể nó chèn ép và nó che lấp cái triệu. Đâu rồi thế? Trứng, đúng không? Thế bị mất một đoạn vậy ạ? Không, mình chưa nói gì đâu, yên tâm, mình biết rồi. Các bạn nghe lại được chưa nhỉ? Thì lúc đấy mình dùng cái 3G cho nên là nó bị gián đoạn. Bây giờ các bạn nghe lại rõ rồi đúng không ạ? Alo. Nghe rõ rồi. À ok, nếu có vấn đề gì thì các bạn báo mình để mình xử lý nhé. Thì cái DSA thì như các bạn nói, mình vừa nói đấy là gì, là nó là một invasive technique, và thứ hai nữa là nó có thể bị bỏ sót các cái tổn thương, nó có thể chèn ép và nó sẽ làm mất cái ô khối máu tụ, nó có thể làm che lấp, nó sẽ che lấp các cái tổn thương nhỏ. Do vậy người ta cũng không khuyến cáo làm ngay, mà thường là sau 3 đến 6 tháng, và người ta cũng nên là chụp cộng từ trước, đúng không ạ, để xem là nó cái cộng từ nó có giúp gì không, đúng không ạ? Thì các bạn thấy là gì, là cái là bọn Tây Lông ấy, thì nó rất quan tâm đến cái việc là gì, là invasive và non-invasive technique, đúng không ạ? Tức là gì, là người ta luôn luôn ưu tiên cái việc là gì, là sử dụng các cái phương pháp mà nó không xâm lấn trước, đúng không? Không xâm lấn trước, có thể mất thời gian hơn, có thể phải theo dõi nhiều hơn, thế nhưng mà nó không phải là sử dụng tùy tiện, đúng không ạ? Tức là kiểu như là hỏi bạn Nga Đoàn chẳng hạn, đúng không ạ, là tình hình là thế này thì chẩn đoán theo dõi như nào, ui anh thích thì anh cứ làm cái DSA đi, đúng không, nhưng mình phải nghĩ là gì, là ok thế bản thân mình hoặc là người nhà mình, đúng không, thì mình có thích là để cho người ta chọc một cái kim lên mở động mạch đùi luôn 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 lên trên, đúng không, tất cả những cái việc đấy nó đều có thể có nguy cơ gây ra cái tai biến, đúng không, chứ không phải là không, nên chúng ta không nên sử dụng cách quá là tùy tiện mà nên sử dụng cách nó hợp lý. Một số các trường hợp đặc biệt, ví dụ như là những cái trường hợp là gì, tụ máu sâu đa ổ ở những cái bệnh nhân hôn mê tuổi cao, dĩ nhiên là cái chảy máu do tăng huyết áp và được cái này đâu, cho nên là người ta khuyến cáo là stop, không làm cái gì thêm, đúng không, trên cổng từ. Đối với tụ máu sâu ở bệnh nhân trẻ thì chắc chắn là phải tiêm thuốc trên cổng từ nhé. Thế còn nghi ngờ AVM, EVF thì làm gì, T1 tiêm, sau đó là gì, TOF 3D và dùng sau tiêm để đánh giá các cái bất thường nó ở xa hơn. Nghi ngờ cavernous nôm thì chúng ta làm các chuỗi xung T2 sao SWI, đúng không, và cái T1 3D để đánh giá các bất thường phát triển tĩnh mạch. Vì sao? Vì cái ông bất thường phát triển tĩnh mạch này nó sẽ đi cavernous nôm phát trường hợp mà chúng ta không thấy cái cavernous nôm ở trên cái chuỗi xung thường quy ấy, chúng ta vẫn có thể kết luận được là theo dõi bằng cavernous nôm nếu như mà chúng ta thấy cái bất thường vật chất phát triển tĩnh mạch ở cạnh cái ổ máu tụ. Thế còn dĩ nhiên là đối với u thì chúng ta sẽ phải tiêm thuốc rồi, đúng không ạ? Ở ví dụ này chúng ta thấy bệnh nhân này có một cái ổ máu tụ nó nằm ở trong nhu mô của kỳ thái dương bên trái, đúng không ạ? Và dĩ nhiên CTA là cái làm đầu tiên, đúng không? Thì chúng ta thấy có cái ổ phình ở cái MCA ở bên cùng bên. Hay trường hợp này cũng vậy, của máu tụ gọi là lobar hemorrhage, đúng không? Chắc chắn là gì, là CTA phải được chỉ định đầu tiên, thì chúng ta thấy là gì, là nó có một cái MVA đi kèm, đúng không? Do nguyên nhân là do MVA, AVM. Đối với những trường hợp là gì, là
chúng ta cũng là một cái tổn thương chảy máu thôi, nhưng mà ở trong trường hợp này là một cái chảy máu do u. Thì những trường hợp này thì rất khó để mà đánh giá ở trên các lớp vi tính. Đấy, chúng ta có máu tụ ở đây. Cái vùng u thực tế đó là gì, là nó giảm tỉ trọng, đúng không ạ? Tuy nhiên là gì, nó sẽ giảm tỉ trọng tương đương với cả cái vùng phù não xung quanh. Đấy, thì cái cụm từ đó nó giúp chúng ta đánh giá được tốt hơn cái sự phân biệt giữa cái máu tụ giữa máu tụ và cái thành phần u, đúng không ạ? Cũng như là gì, trước tiêm và sau tiêm rất là rõ. Cho nên đối với cái máu chảy máu mà do u ấy, thì cái cộng từ có ưu thế hơn hẳn so với các lưu ý tính. Đó, tóm lại là các lưu ý tính thì rất tốt trong cái việc đánh giá mạch máu. Thế còn những nguyên nhân khác thì các bạn nên cho chụp cộng từ, đúng không ạ? Cho cộng từ. Và các bạn thấy ở đây là gì, là chúng ta nên chụp sớm, đúng không ạ? Chụp trước 48 giờ để cho nó không có tăng tín hiệu trên cái T1. À, một cái case khác các bạn thấy là gì, là một cái bệnh nhân có một cái máu tụ nằm ở cái vùng chẩm bên trái, đúng không ạ? Và bên phải. Đấy, và các bạn thấy là gì, là chúng ta đã làm tất cả các chuỗi xung, đúng không? Chúng ta có flare, chúng ta có T1, chúng ta có DWI, chúng ta có star, chúng ta có T1 contrast, đúng không? Thì nhưng mà tuy nhiên là gì, chúng ta chỉ thấy là gì, có mỗi cổ máu tụ, còn lại chúng ta chả thấy cái gì khác cả. Đấy, thì trong những trường hợp này thì chúng ta vẫn phải ngậm ngùi thôi, đúng không? Chúng ta vẫn phải ngậm ngùi là gì, là đây là một cái máu tụ và chúng tôi không tìm thấy nguyên nhân, đúng không? Không tìm thấy nguyên nhân. Và trong cái report của mình thì các bạn làm đúng theo cái protocol, đúng không? Cái guideline mà các bạn được khuyến cáo. Mình không nói là các bạn phải làm theo cái guideline do ông Nguyễn Duy Hùng chém gió ngày hôm nay nhé. Các bất kỳ guideline nào mà các bạn biết, các bạn có thể nói là gì, là ok, chụp theo dõi lại sau khi khối máu tụ thoái triển sau 3 đến 6 tháng. Chụp cái gì thì tùy các bạn, đúng không ạ? Có thể là chụp CTA để theo dõi, hay là gì, hay là sờ để thoái triển, hoặc là chụp cộng từ sau 3 đến 6 tháng khi mà có máu tụ thoái triển. Đó, hoặc là gì, hoặc là chụp BSA, đúng không? Đấy, đấy là những cái mà nó phải phụ thuộc vào từng ca một để các bạn khuyên cáo vào trong cái report của mình. Và mình nghĩ là cái đấy nó rất là quan trọng đối với các đồng nghiệp, đúng không? Và vì sao? Vì không phải đồng nghiệp nào chúng ta cũng nắm được các cái guideline, các cái cách sử dụng các cái tham khảo cho đánh ạ, đúng không? Một cái bệnh lý nữa mà chắc chắn là các bạn cũng sẽ thường gặp ở trên cái thực hành lâm sàng, đấy là gì, là đau đầu, đúng không? Chúng ta luôn luôn có một cái gọi là gì, chẩn đoán là gì, đau đầu, đúng không ạ? Và đặc biệt là khi mà làm staff tiệc, đúng không ạ? Thì mấy ông thầy này củ cu nhây, đúng không? Khi mà muốn hỏi về gọi là clinical symptoms, đúng không ạ? Là cái mà thể nào đi đâu được. Đấy, thì mục tiêu của cái khi mà chúng ta làm thăm khám chẩn đoán hình ảnh đối với cái headache đấy là gì? Đấy là tìm nguyên nhân thực thể, đúng không ạ? Tuy nhiên là một cái câu chuyện buồn là phần lớn chúng ta sẽ không tìm được cái nguyên nhân đau đầu ở trên chẩn đoán ngày. Vì sao? Vì là đau đầu nó có rất là nhiều nguyên nhân, đúng không ạ? Có thể nhiều nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân là gì? Nhiều tiền, đúng không ạ? Như chúng ta ngồi đây thì đa phần cũng có thể là ít bị cái nguyên nhân là tiền nhiều nó gây ra đau đầu, đúng không ạ? Nhưng mà cũng có thể nguyên nhân là gì, là nhiều gầu, đầu nhiều gầu chẳng hạn, đúng không ạ? Sắp sửa tới đây là gì, là cấm cắt tóc của đầu rồi, thì cũng có thể gây ra cái đau đầu. Đấy nên là gì, nguyên nhân nó có thể gọi là rất nhiều thứ, đúng không ạ? Nhiều tiền cũng bị, đúng không ạ? Tiền nhiều gâu bị đau đầu. Đấy, thì các bạn thấy là gì, là trong cái theo cái hiệp hội điện quang của Mỹ ấy, đúng không ạ, thì có cái trong cái bài báo này các bạn có thể xem, đúng không ạ, là nó khuyến cáo có 10 thứ mà physician và patient nên consider. Thì cái đầu tiên đấy là gì, là don't do imaging for uncomplicated headache, đúng không ạ? Đấy thì là cái đầu tiên nó khuyến cáo luôn. Tại vì sao? Vì là đa phần là nó sẽ không có cái giải quyết được cái mẹ gì cả, đúng không ạ? Đấy, các bạn đọc ở cái phần phía dưới, mình không rút tiếng Anh thì mình không đọc được, các bạn thông cảm. Vậy thì cái thông thường ấy, thì cái imaging ấy thì thường là sẽ không phù hợp trong những trường hợp là gì, là nó không nên được đặt ra khi mà cái đau đầu nó mới xuất hiện, đúng không ạ? Đấy, kiểu như là classic migraine hay là tension type headache, đấy vào là thăm khám thần kinh thì không có vấn đề gì. Đấy, hoặc là đau đầu mãn tính không có dấu hiệu khu trú, không có biểu hiện mới thì not appropriate, và không nên consider. Đó, tuy nhiên thì là gì, những trường hợp appropriate đây là gì, là ví dụ là nhanh, đột ngột, dữ dội, đúng không ạ, mới xuất hiện kèm phù cai thị, mới xuất hiện nhưng mà có phù cai thị, không thoái triển mà tính chất thì nó không bình thường, đúng không ạ? Không bình thường thì cái này nó có một cái ở trong cái cũ của Malaysia luôn, nó có một cái nó gọi là red flag. Thì những cái trường hợp nào đau đầu mà có thêm theo cái red flag thì các bạn có thể đi kèm, đúng không ạ? Những cái này thì nó rất là dài và mình không đưa vào đây, nhưng các bạn có thể search cái đấy, đúng không? Headache red flag.
Vậy thì chúng ta nên tiếp cận cái này, cái đau đầu là như thế nào, đúng không? Thì tốt nhất là gì, là CT scan trong những trường hợp cấp cứu, đúng không? Ví dụ đau đầu gọi là thunderclap headache, đúng không, một cái đau đầu dữ dội kiểu như là bị sét đánh đấy. Thì mặc dù vậy, các bạn lưu ý là gì, là CT scan vẫn có thể bỏ qua tổn thương. Do vậy mà một cái normal CT scan nó không giúp các bạn là gì loại trừ các nguyên nhân khác. Do vậy là chúng ta vẫn vẫn có thể phải cân nhắc làm con làm cộng từ, đúng không? Nếu như mà CT scan là bình thường thì vẫn là như vậy thôi, đúng không ạ? Chủ yếu là chúng ta xem ở trên cái năng quan sát CT có gì bất thường hay không, đúng không ạ? Còn nếu trường hợp chúng ta nghi ngờ vấn đề về mạch máu, ở đây bao gồm có là gì, có cả động mạch và tĩnh mạch, các bạn lưu ý cả động mạch và tĩnh mạch, thì chúng ta đều có thể dùng CTA hay là CTV, đúng không ạ? Thế còn đối với cộng từ thì chúng ta vẫn sử dụng đầy đủ các cái chuỗi xung mà chúng ta vẫn sử dụng thường ngày đấy, đúng không ạ? Là flare, là C2 star, là SWI, là diffusion, là T1, là sau tiêm, đúng không ạ? Nhưng mà dĩ nhiên là sau tiêm thì chúng ta sẽ chỉ sử dụng khi mà chúng ta có bất thường thôi, đúng không ạ? Chứ không phải là ông nào đau đầu cũng tiêm thuốc hết, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ sử dụng thêm các cái chuỗi xung mạch máu, đúng không ạ? Động mạch chẳng hạn, mạch máu để chúng ta đánh giá cái bất thường của mạch máu. Đấy là về cái chung, đúng không ạ? Còn về các bạn có thể tiếp cận theo cái hướng là gì, là dựa trên kiểu đau đầu, đúng không ạ? Ví dụ như là một cái đau đầu đột ngột dữ dội thì hay gặp nhất là gì, là cái ông chảy máu dưới nhện. Đó, chảy máu dưới nhện thì nó sẽ có cái triệu chứng là thunderclap headache, đúng không? Thì thường là sẽ do một cái chảy máu dưới nhện, chảy hội chứng màng não. Thì cái neck thì đã được đặt lên đầu tiên, đúng không ạ? Và cộng từ thì cái flare và cái T2 star là cái rất là dễ để chúng ta có thể phát hiện được các cái chảy máu dưới nhện. Và dĩ nhiên là gì, dĩ nhiên là các cái chuỗi xung mạch, ví dụ CTA, TOF ở cái cao, đúng không ạ, circle of Willis là cái rất quan trọng để tìm trình mạch. Thế còn vấn đề về thứ hai là về nhồi máu, đúng không? Thì chúng ta đã bàn ở cái phần trước rồi. Tiếp theo là cái đau đầu mà không bình thường, đúng không ạ, đơn độc hoặc là nó mới xuất hiện chẳng hạn, đúng không ạ, thì có thể hay gặp đấy là cái huyết khối tĩnh mạch. Thì các bạn biết là gì, là cái CTV là cái rất là cái nhạy nhất trong cái trường hợp là tìm cái huyết khối tĩnh mạch. Cộng từ thì chúng ta có thể tìm huyết khối tĩnh mạch ở trên các chuỗi xung, đúng không ạ, đều có thể tìm được, là diffusion, là T2 star, là MRV, đúng không ạ, và dĩ nhiên là gì, chúng ta phải tiêm thuốc để chúng ta có thể chẩn đoán xác định cái cục huyết khối nó nằm ở trong lòng mạch, đúng không? Nhưng cái này chúng ta đã nói rất nhiều trong cái bài khung phản. Cái hen đúng không? Không phải là bài cụ thể. Cái này đúng không? Một cái tổn chảy máu ở cái vùng thùy chậm, đúng không ạ? Đỉnh chậm ở bên trái, và nó có một cái rất là quan trọng, đấy là gì? Các bạn nhìn thấy là cái phần giảm tỷ trọng, đúng không ạ? Nó lan cả đến vỏ não, chứng tỏ là đây là một cái cytotoxic EDM chứ không phải một cái vasogenic EDM, đúng không? Và nó cũng không hẳn là ở cái vùng tươi máu cụ thể nào cả, đúng không? Và nếu như bệnh nhân này, trường hợp này là gặp ở một cái bệnh nhân mà nữ chẳng hạn, thì cái chuyện là gì, là một cái huyết khối tĩnh mạch là cái rất là phổ biến, đúng không? Và khi đó thì các bạn nên chắc chắn là gì, cái CGV là cái mà các bạn nên consider, đúng không? Và trong trường hợp này các bạn thấy là nó có cục huyết khối, đúng không? Đúng không Hải Anh nhỉ? Cục huyết khối nó nằm ở trong cái xoang ngang bên trái, đúng không ạ? Đúng theo cái xoang ngang theo sigma bên trái luôn, đúng không ạ? Của cái đúng theo cái bên của tổn thương, đúng không ạ? Đấy, các bạn có thể đặt ra cái CTV. Trường hợp này thì là bệnh nhân đến thì đơn thuần là cái đau đầu, đúng không ạ? Nhưng mà trên cái flare thì chúng ta thấy là gì, là nó có cái tăng tín hiệu của cái xoang sigma ở phía bên trái. Và chụp cái xung TOF thì đây là cái xung xung MRV, đúng không? Thì chúng ta thấy là gì, là cái xoang ngang và cái tĩnh mạch chủ dưới, cái tĩnh mạch chủ, đúng không ạ? Nó không nhìn thấy rồi, đúng không ạ? Đấy thì chúng ta sẽ nghi ngờ là gì, có khu huyết khối ở bên, nhưng mà nó rất là khó để chúng ta chẩn đoán xác định được. Vì sao? Vì cái hệ thống tĩnh mạch thì nó rất là variant, đúng không ạ? Cho nên cái việc mà chúng ta tiêm thuốc để chúng ta khẳng định là có huyết khối ở bên trong là rất là quan trọng. Tĩnh mạch cảnh trong thức thần, sao là tĩnh mạch chủ? Đúng ạ, đầu óc nó hơi lơ mơ tí. Tiếp theo nữa là cái đau đầu kèm theo sốt, đúng không ạ? Kèm theo sốt thì dĩ nhiên là cái việc chẩn đoán xác định nó phải dựa vào cái chọc dịch não tủy, chọc dịch não tủy. Và mục tiêu là gì, là chúng ta sẽ phải, còn nếu chẩn đoán hình ảnh, cái mục tiêu của chúng ta là gì, là
và tìm các biến chứng như là viêm não abscess hay là tụ mủ trên màng cứng vân vân. Và cái mà viêm màng não ấy, thì cái mình khuyến cáo là gì, là các bạn nên sử dụng bổ sung flare sau tiêm, đúng không ạ? Flare sau tiêm là cái rất quan trọng. Các bạn khi bạn nghi ngờ là bất thường của màng não thì các bạn nên cho thêm cái bổ sung flare sau tiêm vào, và sẽ giúp đỡ các bạn rất là nhiều trong một số các trường hợp, đúng không ạ? Đôi tiến triển nhanh thì dĩ nhiên là cái u não là cái cần cân nhắc. Còn như đúng là chúng ta đã nói là gì, là đối với các tổn thương mà mạn tính thường xuyên thì các bạn không nên, đúng không? không nên chỉ định chụp cộng từ thăm khám cho đánh ảnh làm gì, và chỉ có khi nào mà nó tiến triển bất thường, các cái lâm sàng nó bất thường hoặc là không thoái triển, chúng ta mới thăm khám cho đánh ảnh thôi. Đó, thì đấy là những cái vấn đề của cái ông đau đầu, đúng không ạ? Ví dụ cái cây này, đúng không ạ, chúng ta thấy là gì, là trên tất cả các cái trụ xung trước tiêm cũng như là thậm chí trụ xung T1 sau tiêm cũng chả thấy cái gì cả, đúng không? Nhưng nếu chúng ta nghi ngờ một cái là gì, là bệnh nhân liên quan đến cái bệnh màng não thì các bạn nên cho trụ xung flare, đúng không ạ? Xung flare và tiêm muộn, nhắc muộn. Đây các bạn nhìn thấy là gì, là cái flare nó chúng ta thấy là cái màng mềm, đúng không ạ? Ngấm thuốc rất là mạnh và rõ ràng ở cả hai bên, đúng không? Và ở các trụ xung trước thường quy cũng như là sau tiêm thuốc T1 đều không có thể thấy được. Okay, tóm lại đối với cái đau ấy thì cái chiến lược là gì, là đấy là thường sẽ không tìm thấy nguyên nhân, đúng không? Và cái chỉ định như chiến lược là tốt nhất là các bạn phải dựa vào cái hình thái đau đầu, đúng không? Thì các bạn mới có một cái chiến lược nó phù hợp để phát hiện các tổn thương và có thái độ chẩn đoán phù hợp, đúng không ạ? Ở đây là cái nhân tiện thì mình cũng giới thiệu luôn là cái cách người ta chữa đau đầu, đúng không ạ? Ở cái năm 1895, đúng không ạ? Khi mà chưa có cái chẩn đoán hình ảnh gì cả, đúng không? Thì các bạn thấy là nó cũng rất là đơn giản thôi, đúng không ạ? Cho nên là vì là các bạn cũng có thể là sử dụng, ví dụ đau đầu quá, đúng không ạ? Thì sử dụng phương pháp này trước, đúng không ạ? Đỡ tốn tiền khi mà chúng ta phải chụp cộng từ hay là CT, đúng không ạ? Cái nữa là chúng ta phải chữa đau đầu từ là khi là nhiều tiền quá, như là ăn rất là nhiều tiền, đúng không? Thì có tiền gì thì có tiền thì uống bia thôi, đúng không? Sẽ là giúp cho các bạn là đau đỏ, đúng không? Nên các bạn chúng ta có thể trước khi mà áp dụng các cái chẩn đoán ngày, đúng không? Thì chúng ta có thể sử dụng một số các cái khác như là uống bia chẳng hạn để xem là nó có đỡ đau đầu hay không, đúng không? Tiếp theo nữa đây là cái vấn đề đầu hơn, đấy là vấn đề về u não, đúng không ạ? Sau cái bài giảng này có lẽ rất nhiều người đi uống bia, đúng không ạ? Vì sao mình đau đầu quá, đúng không ạ? Thì u não thì các bạn thấy là gì, là cái mục tiêu trong cái cuộc chẩn đoán ngành trong u não rất là nhiều, đúng không ạ? Rất là nhiều thứ luôn chúng ta phải quan tâm, chứ không phải một cái chuyện là gì là chúng ta ôi cái này là cục u, đúng không ạ? Là u gì cái chuyện này nó là cái chuyện nó quá bình thường đối với bên chẩn đoán nội trú là bên Đức, mà nó một cái chuyện là u gì thì chắc là A Đoàn hay là Hải Anh hay là Ta Đô là cười thúng, đúng không ạ? Vì sao? Vì các bạn ấy đã làm những cái nó còn khủng hơn, đúng không ạ? Ví dụ như là bạn quan tâm đến mật độ tế bào u nó kiểu không, tế máu nó có tốt hay không, đúng không ạ? Tăng tế máu hay không, nó có thay đổi chuyển hóa hay không, đúng không ạ? Rồi là cái liên quan với đường đi sợi trục như thế nào, đúng không ạ? Để giúp các cái phẫu thuật viên đưa ra cái chẩn đoán, đưa ra cái chiến lược thăm khám nó phù hợp, đúng không ạ? Rồi là liên quan, đúng không ạ? Thì đấy mới là những cái nó gọi là advanced, đúng không ạ? Chứ còn nếu mà chúng ta chỉ đơn thuần là gì, là chẩn đoán là đây là cục gì thì nó nhiều lúc cũng dễ, đúng không ạ? Nhưng mà đa phần là nó cũng khó phết đấy, đúng không ạ? Thì đối với một cái brain tumor, đúng không ạ? Thì chúng ta vẫn có thể bắt đầu bằng một cái cắt lớp vi tính, đúng không ạ? Đặc biệt là đối với những bệnh nhân người ta dãy giụa không hợp tác hoặc là trong cái bệnh lý cạnh cạnh cấp ký. Và cái mục tiêu của cắt lớp vi tính dĩ nhiên là gì, như giống như bài trước mình đã nói là gì, là nó không phải là để chúng ta đánh giá cái bản chất của khối u như nào, đúng không ạ? Mà cái việc chúng ta sẽ phải đánh giá các cái biến chứng cấp tính như là ứ nước não thất, như là thoát vị não, như là nhồi máu não, như là phù não. Đấy là những cái mà chúng ta nên quan tâm đối với một cái cắt lớp vi tính thông thường, đúng không ạ? Rồi là gì, những cái vôi hóa chảy máu trong u là những cái mà cái cắt lớp vi tính nó cũng rất là tốt trong cái việc đánh giá, đúng không ạ? Chỉ đôi lúc là gì tốt hơn cả cộng từ nữa, đúng không ạ? Rồi là tổn thương xương cũng vậy, đúng không? Là những cái mà các bạn nên quan tâm trong cái việc đánh giá cắt lớp vi tính. Còn nếu như trong trường hợp này, đúng không ạ? Chúng ta có hai cái case. Một cây là một cái khối nó nằm ở cái vùng trán, đúng không ạ? Có vẻ như là một cái tổn thương nó ngoài trục, gây phù não rất là rộng, đúng không? Nó gây ra cái thoát vị dưới liềm, nó gây ra cái ứ nước não thất.
đấy là những cái mà các bạn nên 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 đưa vào cái report của mình, đúng không? Chứ không phải là cái việc là các bạn nói đây là cái u màng não hay là cái GEM hay là chỉ gì cả, đúng không? Không phải như vậy. Và như trường hợp này chúng ta thấy là một cái khối nó chảy máu, đúng không? Nó vỡ vào cả trong não thất luôn, đúng không? Vỡ vào trong não thất luôn. Đấy. Và nó gây, có vẻ nó gây ứ nước cái não thất phía đối diện, nó gây phù não xung quanh. Đấy. Thì là những cái mà các bạn nên nên đưa vào trong cái report của mình, đúng không? Và tôi thấy một khối u nó gây chảy máu, nó vỡ trong não thất, nó gây ra rạn não thất, nó gây ra thoát vị não, bla bla bla, đúng không? Đấy là những cái nó sẽ quan trọng hơn rất là nhiều. Thế còn dĩ nhiên là gì? Dĩ nhiên là cụm từ là cái mà nó rất là quan trọng trong cái việc đánh giá cái bệnh lý u não, đúng không? Thì cái T1 là cái mà đánh giá, chúng ta đánh giá giải phẫu, như là so sánh cái mức độ của nấm thuốc trước và sau tiêm, đúng không? Rồi là gì? Loại trừ cái nguyên nhân gây ra cái các cái tổn thương tăng nhiễm T1, đúng không? Những chảy máu mỡ protein cao. T2 thì đánh giá các cái tổn thương nhu mô não, các cái chất trắng, đúng không? Đặc biệt là cái flare là cái mà mình các bạn sẽ phải đưa vào trong cái thăm khám của mình thay vì là cái T2. Cái T2 lát nữa chúng ta sẽ nói là gì, chỉ đánh giá nên đánh giá trong cái trường hợp là u ngoài trục thôi. Còn diffusion thì nó cho các bạn đánh giá chẩn đoán phân biệt với các bệnh lý như nhồi máu áp xe, và nó là xem ví dụ như là những cái u có mật độ cao như là meningioma, ví dụ như là lymphoma chẳng hạn, thì là nó sẽ hạn chế quyết tán trên diffusion. SWI to star thì giúp các bạn đánh giá về chảy máu vô hòa, đúng không? Rồi là cái MRA thì giúp các bạn đánh giá xem là cái khối u đấy nó liên quan với cả cái xoang tĩnh mạch như thế nào. Cái đấy là cái rất quan trọng. Nhà phẫu thuật viên người ta rất quan tâm. Tiếp theo nữa là gì, là perfusion, là spectro, đúng không? Là cái mà chúng ta đã đề cập ở cái bài trước rồi, mình sẽ không nhai lại cái bài này nữa, đúng không? Nó cũng rất là quan trọng. Hai cặp đôi này các bạn nên đi cùng với nhau, đúng không? Trong việc là đánh giá, trong việc là giúp các bạn là chẩn đoán xác định, chẩn đoán phân biệt, hay là bla 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 gì đấy. Nhưng mà tốt nhất là gì, là các bạn nên cho hai cái xung này cùng đi cùng với nhau. Cái tractography thì giúp nên đánh giá cái mối liên quan với cả cái bó sợi chất trắng, đúng không? Rồi là functional MR thì giúp chúng ta đánh giá cái mối liên quan của u với cả những vùng chức năng như là vùng language, như là vùng motor hay là sensor hoặc là vision. Vậy thì protocol chẩn đoán xác định u não thì nó không có gì là kinh khủng cả. Các bạn cứ làm hết tất cả mọi thứ cho tôi, đúng không? Nó không phải như là cái ischemia là gì, là các bạn phải làm nó time is brain, đúng không? Mà bây giờ là các bạn phải sử dụng brain của chính các bạn thôi để mà gì, để mà đưa ra cho người bệnh một cái chẩn đoán nó xác định cuối cùng, đúng không? Nên các bạn có vội vàng gì cả, các bạn hãy slow down, các bạn suy nghĩ xem nó là khả năng nó là cái gì, đúng không? Và sau đó thì các bạn đưa ra một cái protocol tốt nhất có thể, đúng không? Để chúng ta có thể chẩn đoán xác định đấy là khối u não đã, đúng không? Đấy là cái rất quan trọng. Đầu tiên là gì, chúng ta phải xác định đây là khối u não chứ không phải là một cái áp xe hay là một cái nhồi máu hay là một cái xơ cứng màng giả u chẳng hạn. Tại vì sao? Vì hai cái đấy nó đi hai đường khác nhau, đúng không? Các bạn có thể nhầm lẫn giữa hai khối u với nhau, u nọ u kia, ok có thể chấp nhận được. Nhưng mà giữa một cái u và không phải u ấy, thì nó là một cái nó rất là nặng nề, đúng không? Cho nên là cái đấy là cái đầu tiên mà các bạn cần phải cân nhắc. Đấy, thì những cái chuỗi xung thường quy thì chúng ta chắc các bạn quá quen rồi, đúng không? Và cái perfusion và cái spectro là cái mà mình lải nhải từ cái bài trước ấy, rất là nhiều ấy, để giúp các bạn là có thể phân biệt và xác định u não. Đấy, ví dụ trường hợp này là một case đã được trình bày ở bài trước rồi, đúng không? Chúng ta có một cái tổn thương nó có hạn chế quyết tán ở vùng trung tâm, đúng không? Và thậm chí là gì, nó có vẻ nó có cái vỏ dày ở cái ngoại vi, đúng không? Nấm thuốc sụ lên, đúng không? Thì cái này nó có thể có hai cái khả năng, đấy là một cái abscess, đúng không? Hoặc là một cái hoại tử, cái u, cái GBM nó có hoại tử, một cái u hoại tử, đúng không? Và nó hạn chế quyết tán trên diffusion, đúng không? Thì cái việc là gì, các bạn sử dụng cái perfusion, các bạn thấy là gì, là nó tăng sinh mạch ở cái vùng nấm thuốc, rồi là gì, là rồi là cái tăng colin và giảm NA ở cái vùng u đấy, đúng không? Thì nó sẽ cho các bạn là gì, là cái này không phải là một cái abscess, đúng không? Mà là một cái khối u hoại tử, nó có cái phần hoại tử nó hạn chế quyết tán giống như một khối abscess. Thế còn trường hợp này thì sao? Trường hợp này chúng ta cũng có thể bị nhầm lẫn với cả một khối u, đúng không? Khi mà giữa u và không u, đúng không? Chúng ta có một tổn thương nó nằm ở cái vùng thái dương trầm, đúng không? Nó hạn chế quyết tán nhưng mà không đồng nhất,
đúng không? Và có vẻ nó có ngấm thuốc ở ngoại vi đúng không ạ? Đấy thì consider là gì, là có thể là u, có thể là tổn thương không phải u đúng không? Thì cũng có thể sử dụng những cái mà thứ có trong tay, ví dụ như là gì, ví dụ như là perfusion đúng không? Rõ ràng đây là một cái tổn thương nó không hề có cái tăng sinh mạch gì hết đúng không? Và cái đỉnh colin và NA nó bị giảm rất nhiều với sự xuất hiện của một cái lipid lactate đúng không? Nó gợi ý là đây là gì, đây là một cái tổn thương do watershed chứ không phải là một cái khối u. Đấy là cái rất quan trọng. Ngược lại trường hợp này chẳng hạn, thì các bạn có thể tóm có một cái tổn thương nó nằm ở vùng thái dương bên bên phải đúng không? Và nó không ngấm thuốc sau kia mà nó lan ra, thì các bạn có thể nghĩ là ok, đây là một cái tổn thương nhồi máu chẳng hạn, giai đoạn bán cấp chẳng hạn đúng không? Nó tăng trên flare rồi không ngấm thuốc sau tiêm, tổn thương ở vỏ não. Nhưng khi các bạn sử dụng spectro thì nó cho chúng ta thấy rõ ràng là gì, thường nó tăng colin và giảm ở đây, nó là cái hình thái của một cái phổ của một khối u chứ không phải là một cái tổn thương thiếu máu đúng không ạ? Cho nên là cái trong những trường hợp là gì, là để mà chẩn đoán phân biệt thì mình biết các bạn là gì, làm tất cả mọi thứ đúng không ạ? Và đặc biệt là gì, là perfusion và spectro đúng không ạ? Các bạn nên sử dụng để chúng ta đưa ra một cái kết luận nó chính xác. Thế còn còn cái chẩn đoán bản chất thì, ngoài cái việc là chúng ta sử dụng tất cả các chữ sum giống như lúc nãy thôi, mình cũng không có một cái gì gọi là hoành tráng hơn để có thể giúp đỡ các bạn đúng không ạ? Thì cái việc là chúng ta phải gọi là lâm sàng vị trí, số lượng, đặc điểm tín hiệu đúng không? Để chúng ta đưa ra được cái bản chất cho nó xịn sò. Thì cái này cũng có thể chúng ta sẽ nói lại, chúng ta sẽ nói rõ hơn cái bài về cái brain tumor approaching technique. Cái trường hợp này đúng không? Chúng ta có một cái tổn thương nó nằm ở khối, rõ ràng là khối u rồi đúng không ạ? Nằm ở cái vùng semi ovale ở cái chất trắng bên trái đúng không ạ? Bên trái. Đấy, nó hạn chế khuếch tán trên DWI, nó có cái ngấm thuốc LNR đúng không ạ? Đồng nhất nhưng mà LNR. Đấy, và nó có một cái hình ảnh của một cái BB rupture rất là rõ trên perfusion, không hề tăng sinh mạch trên perfusion. Thì đây là những cái hình ảnh chúng ta gộp vào, chúng ta có thể đưa ra ok, đây là một info đúng không? Đấy, rất là dễ, rất là rõ ràng. Hay đây là gì, đây là cái tổn thương, nó là một cái tổn thương u đúng không? Nằm ở vùng vố sau, là tính chất là gì, vừa có nang vừa có nốt đặc ngấm thuốc ở thành nang đúng không? Thì có một số các cái là gì, SB là EA đúng không? Thì khi chúng ta làm cái perfusion lên thì chúng ta thấy là gì, là nó không tăng sinh mạch, thì nó gợi ý đây là một cái PA chứ không phải một cái SB chẳng hạn đúng không? Thì đấy là những cái mà các bạn có thể giúp để chẩn đoán bản chất của khối u. Thế còn đối với cái ngoài trục thì sao? Đối với ngoài trục thì đối với trong trục thì mình khuyên các bạn là gì, các bạn nên sử dụng cái sum flare đúng không? Cái flare vì sao? Vì nó đánh giá các cái bất thường của chất trắng rất là tốt. Thế nhưng đối với cái trong trục, cái ngoài trục ấy, thì mình khuyến mình ngoài các cái chuỗi sung thông thường như là T2, T1, T2 sao diffusion thì mình luôn luôn cho vào trong cái protocol của mình, đấy là gì, là cái T2. Vì các bạn biết là nó sẽ giúp chúng ta đánh giá cái dịch não tùy ở xung quanh đúng không? Và giữa cái nhu mô não nữa, đấy rất là tốt. Và cái việc mà các bạn lựa chọn cái mặt phẳng T2 nào, ASEAN, Corona, Saitan, thì cái đấy nó phụ thuộc vào cái vị trí khối u, chứ mình không đưa ra một cái gọi là một cái protocol cụ thể đúng không? Các bạn dựa vào là khối u nó nằm ở vùng vòm sọ hay nằm ở vùng hố sau đúng không? Hay nó nằm ở cái vùng đường giữa chẳng hạn đúng không? Thì các bạn tìm khả năng cái mặt phẳng nào nó tốt hơn thì các bạn sẽ yêu cầu kỹ thuật viên người ta đưa ra chụp cái mặt phẳng đó, thậm chí là gì để chính chắc thì ta chụp luôn ba mặt phẳng cho nó yên tâm đúng không? Đấy, thế cái nữa là gì, cái cyst, cái cyst là cái các bạn cũng phải đưa vào protocol, đặc biệt là đối với cái u ở cái vùng hố sau đúng không? Ngoài trục và hố sau là cái mà các bạn phải đưa vào đúng không? Thế còn các chuỗi sung phát sát thì chúng ta sẽ đưa vào protocol khi nào, khi mà những cái tổn thương nằm gốc mắt rồi là xâm lấn xương hoặc là tổn thương dưới da đầu, các bạn biết là gì, là những cái vùng đó thì nó có mỡ đúng không? Nó có mỡ. Và nếu như các bạn không sử dụng phát sát thì dĩ nhiên là gì, là các bạn sẽ không thể nào đánh giá được cái, nhiều lúc là chúng ta sẽ không thể đánh giá được cái giới hạn của u một cách nó rõ ràng đúng không, thậm chí là cả cái ngấm thuốc nữa. Cho nên là các bạn sẽ phải bắt buộc là yêu cầu kỹ thuật viên là phải có sự sung phát sát, thậm chí là gì, trước và sau tiêm luôn đúng không, để chúng ta đánh giá nó chính xác. Đấy, thế còn đối với những cái chuỗi sung đối với khối u ở màng não chẳng hạn đúng không, thì cái việc đánh giá xâm lấn xung quanh rất là quan trọng.
cho nên là chúng ta phải đánh giá trên sau tiêm, đánh giá trên MRV để xem cho thuốc nó sẽ xâm lấn trong mạch như thế nào. Thì đấy là cái mà khi phẫu thuật sau tiêm người ta rất quan tâm, nó tiên lượng đến cái khả năng lấy bỏ của khối u. Ví dụ trường hợp này chúng ta có một cái tổn thương nó nằm ở cái vùng hốc mắt bên trái, đúng không? Bên trái. Và chúng ta thấy là gì, là nó rất là khá là khó khăn để chúng ta có thể xem được ở trên các chỗ sung mà nó không xóa mỡ. Đấy thì tốt nhất là gì, là chúng ta luôn yêu cầu là gì, là nếu như có hốc mắt là bắt buộc phải xóa mỡ. Cụ thể hơn trong trường này chúng ta nhìn thấy rõ hơn cái tổn thương nó nằm trên chỗ sung T2 phát sát hay là gì, hay là chỗ sung T1 phát sát, đúng không? Và luôn luôn là gì, là đã xoát phát sát chỉ phải xoát mắt sát cả trước và sau tiêm. Và các bạn thấy là gì, là luôn luôn làm là cùng một hướng, đúng không ạ? Là gì, ở đây trong trường hợp này cây này là chúng ta làm là gì, là chỗ sung này là phát sát cả trước sau tiêm trên monan luôn, đúng không? Chứ không nên là gì là phát sát trên ASEAN mà trước tiêm là ASEAN, sau tiêm thì là corona, đúng không? Mình không khuyến cáo đó. Các bạn đã làm ở mặt phẳng nào thì trước tiêm thì sau tiêm các bạn làm đúng mặt phẳng đó cho mình, đúng không? Đấy là cái mà các bạn nên yêu cầu kỹ thuật viên người ta thực hiện. Đấy, trong trường hợp này cũng thế, đúng không? Chúng ta có là gì, là phát sát này, mặt phẳng Conan chưa sau tiêm này, mặt phẳng ASEAN sau tiêm, đúng không? Thì chúng ta thấy là gì, là chúng ta đánh giá cái tổn thương, tính chất nấm thuốc cũng như là cái mối liên quan nó rất là rõ ràng, đúng không? Còn nếu mà các bạn để tưởng tượng là gì, là nó có mỡ trong hốc mắt này, đúng không? Thì rất là khó để chúng ta có thể đánh giá tốt tổn thương. Thế còn đây là một cái case về u màng não, đúng không? Các bạn thấy như nhân như kiểu nó ở trên, đúng không? Đấy. Và cái việc thì chúng ta đánh giá MRV hay là cái post contrast, chúng ta thấy là gì, nó xâm lấn vào trong cái xoang tĩnh mạch dọc trên này là rất quan trọng, đúng không? Cho bệnh phẫu thuật viên. Đấy, hoặc là trường hợp này cũng vậy, một cái khu, đúng không? Nó xâm lấn luôn cả vào cái xoang xoang ngang ở phía dưới, cũng cực kỳ quan trọng, luôn luôn là phải ghi nhớ, đúng không? Đánh giá, đúng không? Và cái T2 là cái mà các bạn cũng nhìn thấy rất là rõ cái việc xâm lấn vào xoang tĩnh mạch. Tiếp theo nữa là các bạn sẽ đánh giá cái vi lăng lan tràn, đúng không ạ? Có thể là gì, có thể là các bạn thấy là cái đối với thần kinh ấy, thì nó sẽ lan tràn ít hơn so với cả các cái bộ phận khác, đúng không? Như là phổi, như là gan, lách, như là tụy, tủ cung, tà la, đấy thì các bạn thấy là vì là cái metastasis nó rất nhiều, đúng không ạ? Nhưng mà không phải là gì, là các cái u ở thần kinh ấy, nó chả di căn bao giờ, đúng không ạ? Mà nó có di căn, đúng không ạ? Và các bạn phải nắm được là gì, là những cái u nào có thường nó sẽ là gì, nó sẽ là spreading hoặc là extending theo cái CSF ấy. Thì các bạn phải đánh giá cái vi lăng lan tràn, đúng không? Đấy là gì, đấy là đánh giá màng não thất và ống sống, đúng không? Đấy, ví dụ là gì, các bạn gặp một cái medulloblastome, các bạn gặp một cái jejunum, thì cái việc ngoài cái việc các bạn chẩn đoán xác định đây là cái jejunum, đây là cái medulloblastome, thì các bạn bắt buộc ở trong report các bạn phải yêu cầu đánh giá chụp thêm cả mấy cái toàn bộ tủy sống để mà làm gì, để mà phát hiện cái di căn ở phía đằng dưới, đúng không? Di căn của ống sống theo cái CSF, cái đó là cái rất quan trọng để chúng ta để mà phẫu thuật viên hoặc là các nhà lâm sàng người ta đưa ra cái chiến lược điều trị phù hợp. Và cái flare postgado có thể được cân nhắc, đúng không? Để đánh giá cái tổn thương ví dụ như ở màng não. Thế còn đối với khả năng phẫu thuật, đúng không ạ, thì tốt nhất là gì, là cái spectrography, đúng không? Là cái mà ở đây thì có một chuyên gia đang ngồi đây rồi, Tado chẳng hạn, thì mình không dám chém gió thêm. Nếu các ai có nhu cầu có thể hỏi bạn Tado, chuyên gia về bản đồ sẽ chụp. Ví dụ trường hợp này, đúng không ạ, chúng ta có một cái khối u nó nằm ở cái vùng hố sau, đúng không ạ, ngấm thuốc thì rất là mạnh và đồng nhất, và có một cái chúng ta thấy là có cái flow void rất là rõ, đúng không ạ, flow void rất là rõ. Thì cái này nó là chắc là Thanh Vân Anh thì khỏi phải nghĩ luôn, đúng không? Đấy là một cái hemangioblastome, đúng không? Chưa đùa với các bạn không được. Hemangioblastome nó có thể gặp ở trong cái bệnh cảnh của cái von Hippolyte-Lindau chẳng hạn. Thì đấy, thì nếu như trong bệnh cảnh đó các bạn nên yêu cầu là chụp thêm cả toàn bộ tủy sống để chúng ta xem là nó có các cái tổn thương ở trong tủy sống hay không, có không tủy hay không. Anh trường hợp này các bạn thấy là gì, là một cái tổn thương nó là một cái, đúng không ạ, jejunum, nó có cả ở vùng tuyến tung cũng như là tùy trước vùng trên yên, đúng không ạ. Và trên cái chụp sọ não các bạn thấy là gì, nó spreading khắp mọi nơi mọi chốn ở trong cái não thất bên hai bên, đúng không ạ. Thì cái việc là gì, chúng ta đánh giá ở
ở whole spine là cực kỳ quan trọng, đúng không? Để chúng ta xem nó có còn ở vị trí khác hay không. Đấy, thì ngoài cái chuyện là gì, ui giặc mi nôm, đúng không? Cái này thì chắc là Tumi, Thanh Vân Anh, rồi An Trương là quá dễ, đúng không? Quá dễ các bạn. Nhưng mà cái việc là gì, các bạn đánh thêm vào cái report là gì, là đề nghị chụp whole spine để đánh giá thêm threading của nó, thì cái đó thì chắc là sau khi bài này ông Duy Hùng ông chém gió các bạn sẽ biết hơn. Đấy, hoặc là đấy là về cái spreading, đúng không? Cái extending. Thế còn những cái trường hợp là gì, là nó nằm ở cái vùng nằm những cái vùng gọi là gì, nhạy cảm, đúng không? Vùng kín. Xin lỗi, không phải vùng kín, là vùng gọi là gì, chức năng, đúng không? Thì các bạn sử dụng cái spectrography để các bạn xem là nó liên quan với các cái bó sợ như thế nào. Cái này thì chúng ta đã chém gió ở cái bài trước rồi, nên là mình sẽ không nói đến. Còn cái fMRI thì mình cũng không dám chém gió. Vì sao? Vì mình cũng thực sự là mình cũng không có nhiều cái kiểm trong cái fMRI. Khi nào mình được sử dụng nhiều thì mình sẽ bổ sung vào cái bài giảng sau. Và đến cái cellular region, cái vùng yên, đúng không ạ? Vùng yên. Vùng yên ở đây chúng ta phải hiểu là gì, nó không phải là mỗi cái vùng cố yên, đúng không ạ? Mà nó còn bao gồm cả vùng quanh yên nữa, paracellular region nữa. Mục tiêu là gì, để tìm cái nguyên nhân gây rối loạn cái hormone tuyến yên dưới đồi, tìm các cái nguyên nhân của hội chứng giao thị giác, tìm các tổn thương u tái phát và các biến chứng sau phẫu thuật, rất nhiều việc phải làm, đúng không? Về cái tuyến yên ấy, thì các bạn lưu ý là chúng ta sẽ protocol ấy, chúng ta phải có một số các cái lưu ý. Đầu tiên là gì, đầu tiên là phải lắc cắt phải mỏ, đúng không? Các thánh có thể nhìn thấy là gì, là bình thường cái tuyến yên mà nếu các bạn chụp một cái T1 sai tan ấy, thì chắc là cái tuyến yên các bạn chỉ nhìn thấy trong tối đa là 2 lát cắt, đúng không? Nhiều lúc là còn 1 lát cắt luôn, đúng không? Cho nên là gì? Cho nên là luôn luôn là yêu cầu kỹ thuật viên người ta phải cắt mỏng, đúng không? 1 đến 2,5 mm. Đấy. Và khác với cả các cái vùng khác ấy, thì cái đối vùng yên ấy, thì hai cái mặt phẳng mà gọi là key plane đấy là gì? Là phải là seitan và corona, đúng không? Cho nên là gì? Cho nên là đừng có bao giờ đưa cho tôi một cái case, đúng không? Một cái case mà đánh giá vùng yên này đích có mặt phẳng seitan này, đích có mặt phẳng corona, đúng không? Chỉ bỏ mẹ, đúng không? Rất là khó để làm việc. Và các bạn nên cái corona các bạn nên phát sát khúc mắt hố yên, đúng không? Vì sao? Vì các bạn sẽ follow theo cái đường đi của cái hai cái dây thần kinh thị ra phía đằng sau với cả giao thoa thị giác, đúng không? Thì các bạn sẽ đánh giá được tốt hơn cái mối liên quan của cái khối u ở cái vùng này với cả cái dây thần kinh thị với cả cái giao thoa thị giác nó tốt hơn. Là việc là các bạn chỉ đánh giá mỗi cái vùng mỗi cái hố yên không. Đấy. Và một số các cái chuỗi xung khác các bạn có thể bổ sung, đấy là DWI, đúng không? Luôn luôn là chỉ DWI, đừng bao giờ bỏ ra khỏi cái protocol của sọ não, đúng không? Đừng bao giờ bỏ hết. Và ASEAN T2, đúng không? Toàn sọ để làm gì? Hai cái chuỗi xung này thì mình nghĩ là để đánh giá loại trừ nguyên nhân khác nữa, đúng không? Hoặc là không phải loại trừ mà chúng ta có thể phát hiện các nhân khác nữa đi kèm. Thế còn vấn đề về sau tiêm của cái ông tuyến yên ấy, bệnh lý tuyến yên ấy, thì nó có hai kỹ thuật tiêm, đúng không ạ, là dynamic và kỹ thuật tiêm bình thường, đúng không phải dynamic, non dynamic. Do vậy là gì? Do vậy là dĩ nhiên là đối với những cái kỹ thuật viên gọi là đầy mình ở Forbidden City hay là ở hố mẻ lách chẳng hạn thì là rất là giỏi rồi, đúng không ạ, thì người ta nhìn phát người ta biết luôn. Nhưng mà ví dụ như là ở Hồng Ngọc Hospital chẳng hạn thì có thể người ta chưa có kinh nghiệm lắm, đúng không ạ, thì cái việc là gì, cái việc mà các bạn phải đánh giá trước tiêm, đúng không ạ? Đánh giá là gì, là cái tổn thương nó ví dụ dưới 10 mm chẳng hạn, hoặc các bạn không nhìn thấy đâu cả nhưng mà cái lâm sàng nó rất là rõ, đúng không ạ, nó tăng protein bla bla bla, thì bắt buộc cái yêu cầu kỹ thuật viên người ta phải tiêm dynamic, đúng không ạ, chứ không phải là tiêm thường, đúng không? Tiêm thường cái câu chuyện là gì, là một khi mà đã cái gì đã phóng ra rồi thì không thể lấy được tất cả mọi thứ, như An Trương cái gì cứ phóng ra rồi là không lấy được. Cho nên là gì, cho nên là các bạn phải giữ trù trước tiêm, đúng không ạ, chứ không phải là tiêm rồi xong ui không 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 cái này phải tiêm dynamic, đúng không ạ, thì câu chuyện nó rất là dở, đúng không, rất là dở. Lúc đấy mình đọc bình thường cũng không được, đúng không ạ, tối ngủ các thằng nào nó cứ xoa xoa cái đầu mình, nó tóc thì đã ít rồi, nó khó chịu, đúng không ạ. Cho nên là gì, cho nên các bạn phải lưu ý có hai cái dynamic và tiêm thường. Cho nên là đối với các tổn thương u tuyến yên mà không thấy ở trên trước tiêm và lâm sàng rõ ràng, bắt buộc phải tiêm dynamic, kể cả không thấy là thấy, đúng không ạ. Và một cái lưu ý nữa, đây là hai cái bài nó ấy thôi, chứ còn rất nhiều bài, đúng không? Nó chứng minh là gì, là cái việc mà sử dụng half dose gadolinium là đầy đủ, đúng không? Cái việc đánh giá bệnh lý tuyến yên
Đấy, có nghĩa là gì? Có nghĩa là rất là hay, đúng không? Các bạn có thể móc nối với kỹ thuật viên để chúng ta giảm liều cho bệnh nhân. Một lọ, một bệnh nhân đấy thì mình chỉ tiêm nửa lọ thôi, còn nửa lọ còn lại thì về có thể tự tiêm cho mình chẳng hạn, đúng không? Cũng tốt. Ví dụ trường hợp này, đúng không? Ta thấy là gì? Là một cái tổn thương nó rất là nhỏ, nó nằm ở cái thùy cái bên trái trước tuyến yên, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đây là một cái microadenom chẳng hạn, thì bắt buộc là chúng ta phải tiêm cái dynamic, đúng không ạ? Chứ không nên tiêm thường, không được tiêm thường, đúng không? Thế còn đây là một cái khối u nó khổng lồ, đúng không ạ? Thì cái việc là gì? Việc chúng ta phải đánh giá cái xâm lấn mối liên quan ở xung quanh rất là quan trọng. Do vậy là gì? Những cái chỗ xung T2 coronan, đúng không ạ? Để đánh giá cái xâm lấn ở cái xoang hang hai bên, rồi là gì, rồi là cái sagittal đánh giá vào vùng xoang bướm cũng như là vào cái não thất ba là rất quan trọng, đúng không? Trên này cái mặt phẳng coronam là mặt phẳng sagittal là mặt phẳng gọi là key plane trong cái bệnh lý tuyến yên. Tiếp theo nữa đấy là cái bệnh lý về epilepsy, đúng không? Epilepsy thì cũng giống như là cái đau đầu ấy, đúng không? Thì mục tiêu là gì? Để tìm các nguyên thực thể có thể điều trị được, đúng không? Và đối với cái bệnh lý này thì các bạn say goodbye cái cắt lơ vi tính cho mình nhá, đừng bao giờ lôi cắt lơ vi tính ra để chụp một cái bệnh nhân tìm epilepsy, đúng không? Vì sao? Vì nó sẽ phí tiền của bệnh nhân, và đồng thời là gì, nếu như nó bình thường thì nó cũng không thể nào mà không thể nào mà giúp các bạn có thể ăn ngon ngủ yên được, vì nó vẫn có thể có các tổn thương khác. Thế còn đối với cộng từ thì các bạn cũng phải lưu ý về cái protocol rất là quan trọng. Vì sao? Vì là đối với cái điều trị epilepsy mà kháng thuốc ấy, thì các cái tổn thương mà nó càng nhỏ thì nó lại càng có giá trị trong cái việc điều trị, chứ không phải là cái tổn thương nó bằng nắm đấm hay là chúng ta thấy vui vẻ, đúng không? Tổn thương càng nhỏ thì cái khả năng mà gọi là gì, phẫu thuật lấy bỏ và điều trị hoàn toàn cái động kinh nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Chính vì vậy là gì? Chính vì vậy mà chúng ta phải khảo sát toàn bộ não, và chuỗi xung là bao giờ phải có 3D, đúng không? Không bao giờ chúng ta đánh giá một cái proton epilepsy mà chẳng có chuỗi xung 3D gì cả, là không có được. Và đồng thời là gì? Là cái vùng thái dương, đúng không? Hải mã là cái mà nó là nguyên nhân hàng đầu gây ra cái epilepsy, đúng không? Cho nên là chúng ta phải có cái khu trú vào cái vùng này, đúng không? Những cái cây này các bạn thấy là gì, là những cái tổn thương bất thường của epilepsy rất là nhỏ, đúng không? Nó chỉ từ 6mm đến 1mm hoặc là 5 đến 7mm, đúng không? 5 đến 5mm chẳng hạn, đúng không? Thế các bạn thấy là gì, là đối với các bạn nội trú, đúng không? 3-4-5 chẳng hạn, ui, những cái này chưa vào trình độ của em phải cứ tới tầm khoảng 5 x 5 cm em thì em mới ke, còn những cái mà 5mm là chị bé quá, đúng không? Ngồi chờ thế nào to ra thì cho tính, đúng không? Đấy thì cái vấn đề ở đây là gì, là đây có cái example thôi, đúng không? Tức là gì, là đây là cái lát cắt mỏng, đây là cái lát cắt mỏng, đây là cái lát cắt dày, đúng không? A và B. Đấy thì các bạn thấy cái gì, đối với khối u nó nhỏ xíu ở cái vùng cạnh cái sừng thái dương bên trái đây, đúng không? Với những cái lát cắt mỏng thì các bạn có thể thấy được cái tổn thương ở trên mặt phẳng hai lát cắt, đúng không? Trên hai lát cắt số 2 và số 3 ở trên xuống. Nhưng các bạn cắt 4mm thì chả thấy cái mẹ gì cả, đúng không? Chả thấy đâu cả, tổn thương ở đâu cả. Ok, tốt rồi, bệnh nhân bình thường nhá, goodbye nhá, tiếp tục sống chung hòa bình với cả cái epilepsy nhá, là kiểu thế, đúng không ạ? Cho nên là gì, phải cắt mỏng tốt. Nên về cái các chuỗi xung sử dụng, đúng không? Thì cái này hôm trước về cái bài hand-on thì mình đã nói rồi, đúng không ạ? Tức là gì? Tức là đây là một nghiên cứu đa trung tâm với khoảng như là 2.000 bệnh nhân hay sao á, 2.000 cây, cho nên là có thể là sẽ tốt hơn, có giá trị tham khảo hơn đối với so với cả những cái luận văn về nội trú hay là cao học, đúng không ạ? Sáu nấu trong khoảng 1 năm, đúng không? Thì các bạn thấy là gì, là cái những cái dấu cộng này, những chuỗi xung dấu cộng này là cộng tức là gì, là phát hiện được những cái tổn thương rất là nhỏ, đúng không ạ? Cộng này là tổn thương to nhưng phát hiện được. Thế còn cái không thì là gì, là tổn thương không nhìn thấy, đúng không ạ? Thấy là gì, hai cái ông Ster, T2 này, Ster và Flair này, nó phát hiện được rất nhiều tổn thương, đúng không ạ? Rất nhiều tổn thương, hầu hết các tổn thương nó đều có thể phát hiện được, đúng không ạ? To nhỏ thì có thể nhìn thấy được. Cho nên là Flair và T2 là rất quan trọng, đúng không ạ? Và có thể bổ sung thêm là gì, sung T1 3D, đúng không ạ? Có thể phát hiện được, đặc biệt là những cái như là nodular heterotopia rồi là FCD là thì có thể thấy được. Rồi thêm vào nữa là gì, là cái ông T1 sau tiêm, đúng không ạ? Cũng có thể bổ sung vào cái đồng chí này.
Nhưng mà cái đồng chí gọi là kinh điển chúng ta ở, ở khắp nơi trên thế giới, đúng không ạ? Mình không dám nói gì ở Việt Nam, đúng không ạ? Nói là pháp lý bỏ mẹ, đúng không ạ? Thì là gì? Là sự sung IR, đúng không ạ? Sự sung mà chúng ta rất chú ý về về epilepsy. Trong cái trong cái thăm khám này các bạn thấy là gì? Zero rất là nhiều, zero rất là nhiều, có nghĩa là cái IR này nó không có nhiều giá trị lắm trong cái việc detect các cái tổn thương về về epilepsy. Do vậy là gì? Vậy mà người ta cân nhắc, đúng không? Consider, tức là gì? Giữa cái gọi là benefit và cái thời gian, đúng không? Thì người ta sẽ đưa ra là gì? Là T1-3D này, đấy là T2 này, là flare này, đúng không? Và hemo, đúng không ạ? Và các bạn thấy là gì? Là T1-3D là người ta dùng cái dung rất là 1 mm isotropic, đúng không ạ? Nhưng còn các cái chữ xung khác người ta đều là dưới 3, từ 30 mét trở xuống, đúng không? Và các cái chữ xung Conan ấy thì phải cắt vuông góc vuông hoàn toàn, đúng không? Các bạn nhìn thấy là không phải vuông góc mỗi trên cái Saitan mà còn phải trên cả ASEAN nữa đấy, các bạn nhìn thấy. Nếu như trên ASEAN các bạn nhìn thấy là gì? Là nó bị lệch như này. À xin lỗi, không phải là cắt vuông góc theo hướng trục trên ASEAN, đúng không? Trên ASEAN bản thân cái hồ hải không phải chạy vuông góc, đúng không ạ? Nó xin lỗi, nó không phải chạy đối xứng với nhau ở trên mặt phẳng ASEAN, và các bạn phải cắt, yêu cầu kinh viên người ta cắt, người ta có thể check làm sao cho nó vuông góc với hồ hải mã chứ không phải là vuông góc trên mặt phẳng ASEAN, đúng không ạ? Để làm sao cho cái hồ hải mã này nó cân xứng và chúng ta sẽ so sánh một cách nó chính xác, đúng không ạ? Chứ không phải là ông thích cắt kiểu gì cắt nó hơi lệch một tí được, đúng không? Giống như kiểu chụp cái bệnh nhân chấn thương sọ não, đúng không ạ? Bệnh nhân khi nằm úp cũng chụp luôn, đúng không? Như vậy. Thế còn đối với VR, đúng không? Thì chúng tôi sử dụng xung T1-3D và cắt rất là mỏng, 0.6 mm. ASEAN, đúng không? Flare thì chúng tôi cắt bề 3.5. ASEAN và Corona đấy, và các bạn lưu ý là gì? Là hai cái bộ đôi là T2 và Flare Corona là bao giờ phải có vuông góc vùng hải mã và bao giờ cũng phải có trong protocol NFC, đúng không? Còn nếu như trường hợp mà không có một trong hai thì gọi đề nghị các bạn nhấc đít lên, đúng không? Yêu cầu nhân viên là gì? Là phải chụp lại, đúng không? À không phải chụp lại mà chụp thêm, đúng không? Trước khi đưa ra cái chẩn đoán. Đấy, thế còn các SWI và diffusion là gì để giúp chúng ta có thể đánh giá các cái bệnh lý về nhỏ, các tổn thương thiếu máu rồi là chảy máu nhỏ, đúng không? Còn chung DR là chữ xung mà nó vừa xóa tín hiệu của double inversion recovery đấy, là để vừa xóa tín hiệu của chất trắng, vừa xóa tín hiệu của hình não tủy, đúng không? Để đánh giá các cái bất thường ở vùng chất trắng dưới vỏ rất là tốt. Đấy, thì tốt nhất, và cái lát cắt nó cũng rất là mỏng nữa. Thì nếu như các bạn có thì các bạn nên cho vào, đúng không? Để chúng ta phát hiện, mục tiêu của chúng ta là gì? Là phát hiện các tổn thương nhỏ gây ra động kinh, đúng không? Để làm gì? Để có thể đưa ra cái điều trị nó phù hợp. Về mặt epilepsy thì các bạn có thể về mặt chiến lược, đấy là về protocol chiến lược, thì các bạn là có thể là dựa vào bệnh cảnh lâm sàng, đúng không? Ví dụ như động kinh toàn thể thì thường là nó sẽ không có cái nguyên nhân thực thể gì cả. Còn động kinh cục bộ, đặc biệt là thái dương, thì cái mà hay gặp nhất là gì? Là cái sơ hóa hồ hải mã. Như trường hợp này các bạn thấy là gì? Là chúng ta có một cái T2 và flare, đúng không? Cùng là coronan, đúng không? Cùng là coronan. Thì các bạn thấy là gì? Nó giảm thể tích ở trên T2, đúng không? Và nó tăng hiệu trên flare. Đấy. Thì đấy là những cái dấu hiệu mà để các bạn có thể chẩn đoán xác định đấy là một cái sơ hóa hồ hải mã, đúng không? Mesial sclerosis, temporal mesial sclerosis. Tiếp theo nữa là gì? Là cái vùng vỏ não, đúng không ạ? Vùng vỏ não thì hay gặp nhất đấy là cái đồng chí FCD, đúng không ạ? FCD đấy, thì là cái flare và cái DR là cái mà chúng ta sẽ giúp rất là nhiều trong cái trường hợp là những cái tổn thương nhỏ, đúng không ạ? Đấy, thì các bạn thấy là gì ở trong trường hợp này, ví dụ này, đúng không ạ? Một cái tổn thương nó rất là tăng tín hiệu rất là nhỏ xíu luôn ở cái T1, đúng không ạ? Xin lỗi, ở cái hồi chắn dưới bên phải, đúng không ạ? Bên phải đấy. Và kèm theo cái gọi là transmental side đấy, rất là rõ, đúng không ạ? Thì các bạn thấy là gì? Là những cái hình ảnh như này nó rất là rõ ràng ở trên cái flare và cái DWA, cái DR, đúng không ạ? Và những cái tổn thương nhỏ như này mới là những cái tổn thương mà các bạn nó rất là có giá trị trong cái việc điều trị một cái động kinh kháng thuốc, đúng không ạ? Và dĩ nhiên là cái mà nó tổn thương nhỏ như này thì khi các bạn đọc thì các bạn cũng phải đọc nó cho nó rõ ràng, cho nó rõ, đúng không ạ? Mà đấy là cái công, lý do vì sao mình bỏ rất nhiều công sức để mà giảng anatomy cho các bạn, đúng không ạ? Không phải tổn thương nhỏ này các bạn đọc, nhưng mà cái tổn thương nó tăng tín hiệu ở cái vùng mà thùy trán bên phải, úi dồi ôi,
phẫu thuật viên người ta nghe đọc thùy chán bên phải là người ta lại khóc ròng luôn, đúng không? Người ta không hiểu thùy chán nó nằm ở đâu, đúng không? Nằm ở bên trên hay dưới hay giữa hay trước hay sau, đúng không? Mà chúng ta phải đọc rất là rõ ràng, có ăn có học phải khác, đúng không? Là gì, là cái hồi chán dưới, đúng không? Thậm chí là gì, ở phía trước thì ở phía sau của hồi chán dưới, đúng không? Ở phía trong thì ở phía ngoài, đúng không? Đấy là cái mà để cho cái nhà phẫu thuật viên người ta đọc nó kỹ hơn, đúng không? Người ta có thể có cái sự tiếng nói chung với giữa chẩn đoán ảnh với cả cái ông lâm sàng. Đấy, thế còn lạc sỗ chất xám thì không phải là cái lạc sỗ chất xám thì nguyên nhân nó không phải IR, mà tốt nhất các bạn nên tìm bằng cái 3D, T1 3D, đúng không? T1 3D đây các bạn nhìn thấy là cái gọi là cái resolution, cái contrast, cái chất xám với chất trắng rất là rõ, đúng không? Và nó là giác cắt rất là mỏng, cho nên là các bạn hoàn toàn có thể phát hiện, detect được những cái trường hợp mà nó rất là nhỏ, một cái tổn thương lạc sỗ chất xám rất là nhỏ. Tổn thương u thì dĩ nhiên là gì, là giống như cái protocol lúc nãy thôi, đúng không? Hãy làm tất cả những gì chúng ta có thể, đúng không? Còn không thể thì thôi giải tán. Bất thường mạch thì là AVM, đúng không? Rồi là gì, rồi là viêm nhiễm cái thứ, đúng không? Thì chúng ta dùng một cái flare sau tiêm. Ôi, sắp hết chưa nhỉ? Ôi, MS. MS thì là chúng ta sẽ mục tiêu là gì, là tìm các cái tổn thương thoái hóa giác mạc và trong cái nhu mô não và tủy sống, đúng không? Xác định cái mức độ hoạt động của nó, đúng không? Và các bạn biết là hình như là nếu mình không nhầm thì cái MS hình như là cái phân loại gần đây nhất là 2015 gì phải, 2017 gì đó, đúng không? McDonald 2015 người gì đấy. Và dĩ nhiên là các lớp vi tính nó không có vai trò gì cả. Đấy. Thì các lớp cộng từ thì chúng ta sẽ đánh giá theo cái gọi là gì, tổn thương theo thay đổi theo thời gian và không gian, đúng không? Nhắc đến MS là gì, là chúng ta sẽ có là gì, thay đổi theo thời gian và thay đổi không gian, tức là gì, là nó có xuất hiện những cái tổn thương mới và nó tăng lên theo thời gian, đúng không? Và có thể đi kèm với cuộc sống. Vì sao? Vì là MS nó có thể hoàn toàn xuất hiện ở tủy sống. Thế đối với cái MS, các bạn nghi ngờ một cái MS ấy, thì cái flare, cái chuỗi xung flare là cái chuỗi xung mà nó gọi là chuỗi xung quan trọng nhất, đúng không? Quan trọng nhất thì cái flare thì bắt buộc là các bạn phải làm cái cắt dưới 30 mm, đúng không? Cắt mỏng dưới 30 mm và theo cái hướng thể trai đấy, các bạn nhìn thấy đây, nó theo cái hướng của cái thể trai chứ không phải là theo hướng của cái theo hướng trước sau, đúng không? Đấy là cắt theo ASEAN và nó để đánh giá các tổn thương dưới vỏ, quanh nhãn thất và dưới lều đấy. Và tiếp theo nó là gì, là xung seitan, flare seitan, đúng không, để đánh giá các tổn thương ở thể trai. Vì cái MS thì nó có tổn thương đặc trưng, đấy là tổn thương ở thể trai, đúng không? Và các bạn nhớ là gì, là các cái bệnh lý chất trắng khác ấy, thì viêm chất trắng khác ấy, nó cũng có thể tổn thương ở thể trai. Do vậy mà cái xung flare seitan này nó còn giúp các bạn thể phân biệt với các cái bệnh lý khác ngoài không phải là MS. Và xung colon thì nó không cần thiết. Thế còn đối với cái xung sau tiêm thì các bạn nên tiêm muộn, chụp muộn chứ không phải là tiêm phát chụp luôn, đúng không ạ? Đấy, thì các bạn có thể là gì, các bạn có thể tiêm sớm, cho yêu cầu kỹ thuật người ta tiêm sớm, đúng không? Tại vì sao, vì những cái flare này thì nó cái gọi là yếu tố của cái thuốc đối quang từ nó không bị ảnh hưởng. Bạn có thể chụp tiêm trước rồi các bạn sẽ cho chụp cái xung tiêm một sau để kéo dài cái thời gian tiêm thuốc ra. Tại vì trường hợp này, đúng không, các bạn thấy là gì, là các cái tổn thương flare đây trên ASEAN, các bạn nhìn thấy là nó là các cái tổn thương nó nằm ở quanh não thất, ở thể trai, đúng không, ở dưới vỏ đấy nữa, đúng không? Và trên corona seitan thì các bạn có thể đánh giá thêm được cái tổn thương nó liên quan với cả cái thể trai như thế nào, đúng không? Đấy, thế còn theo dõi thì là gì, là khi mà lâm sàng nó tiến triển nặng hoặc là đánh giá lại tổn thương khi mà có điều trị mới và nghi ngờ có tổn thương khác thì cái việc quan trọng là gì, là các bạn phải áp dụng nguyên một cái giống nhau, đúng không? Giống nhau trong các cái lần thăm khám khác nhau để làm gì, để các bạn có thể so sánh tổn thương nó, liên tổn thương theo xuất hiện theo thời gian và không gian, đúng không? Chứ bây giờ hôm trước thì em hôm thứ hai cho nên là em chụp colonan, hôm nay là hôm thứ ba nên là em chụp sai tan, không nên như thế, mà bắt buộc là gì, là chúng ta phải chụp cùng theo đúng một hướng và đồng thời là gì, là phải theo cả đúng cả cái độ dày lát cắt nữa, đúng không? Trước là 30 mm, 20 mm thì mình sẽ chụp như vậy. Và nếu trường hợp mà theo dõi thì chúng ta không cần phải chụp trước tiêm, thêm một trước tiêm mà chúng ta tiêm luôn, đúng không? Vì sao, chúng ta đã có cái ấy rồi. Chúng ta có thể thấy đây rất nhiều các cái gương mặt đang ngắc ngủ. Hy vọng là chúng ta sẽ kết thúc sớm.
đối với cụm từ cột sống đúng không ạ? Cột sống thì chúng ta cũng có là gì, là cũng phải lát cắt mỏng đúng không, xay tan dưới 13 mm đấy, và gado thì là gì, là cái chỉ định cái thời gian chụp mà sau cái cụm từ sọ não cách xa đúng không, tức là gì, là khi đó nó không có hiệu quả gado nữa. Thế còn nếu trường hợp mà các bạn mà chụp cái sọ rồi ấy, chúng tiêm rồi ấy, thì các bạn phải kéo xuống chụp sọ não, chụp cuộc sống luôn đúng không, thì khi đó thì cái hiệu ứng nó vẫn còn, nó không cần thiết phải chụp không cần thiết là phải chụp gado làm gì nữa. Hình như là còn hai bệnh nữa thôi, yên tâm. Bệnh tiếp theo đấy là cái neurodegenerative diseases đúng không? Thì cái này thực sự là gì, nó cũng không phải là cái thế mạnh của mình. Vì sao? Vì các bạn biết là việc đức chỉ kiếm được cái ông nó sa sút trí tuệ nó cũng hơi hiếm. Đó, thì cũng giống như là các bệnh lý khác thôi, thì chúng ta vẫn phải tìm cái nguyên nhân thực thể nó có thể điều trị được. Đấy. Và xác định chính xác nguyên nhân trong trường hợp mà không có khả năng điều trị, ví dụ như là Alzheimer chẳng hạn đúng không, thì rất khó để mà có thể điều trị một cách nó gọi là curative được. Thì cái cụm từ thì cũng phải cân nhắc. Vì sao? Vì một số các cái trường hợp là bệnh nhân sa sút trí tuệ đúng không, dementia thì người ta cũng không hợp tác. Thì nguyên nhân có thể gặp là gì, là ứ nước não thất, áp lực bình thường đúng không, tụ máu dưới màng cứng mạn tính, u ở vùng trán, rồi là teo não đúng không ạ, rồi là bệnh lý chất trắng đúng không? Là cái mà start mà chúng ta sẽ được nghe vào ngày mai, rồi là gì, nhồi máu ổ khuyết đúng không? Đấy, thì CT scan là gì, là nó được chỉ định khi mà tổn thương nó cấp tính, bệnh nhân không hợp tác và chống chỉ định cụm từ, thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ phải chụp chụp nó mỏng rồi đúng không, nó mỏng, và recon lại để làm chúng ta đánh giá cái gì, quan trọng nhất là đánh giá cái vùng teo não đúng không, teo não xem nó nằm ở cái vùng nào. Trường hợp này nó thấy là gì, tổn thương nó teo não chủ yếu ở cái vùng đỉnh hai bên, và có vẻ như bạn bệnh nhân này nó còn có cả cái tụ máu dưới màng cứng nữa ở phía bên trái này nữa đúng không, phía bên trái này rất là quan trọng. Và chúng ta vẫn có thể cân nhắc contrast đúng không, nếu trường hợp là u ở viêm màng não. Tại vì sao? Vì những cái trường hợp này người ta, bệnh nhân người ta không hợp tác mà, nên là gì, là không chụp cụm từ được, thì các bạn vẫn bắt buộc phải tiêm thôi, để chúng ta xem nó có cái bất thường gì hay không. Còn nếu không thì chúng ta là gì, nhiệm vụ là gì, là để chúng ta đánh giá cái vùng teo não của bệnh nhân đúng không? Vùng teo não rất là quan trọng. Thế còn đối với cụm từ thì protocol của nó là gì, là tự nhiên là T1 3D đúng không, với lát cắt rất là mỏng cũng để xác định cái vùng teo não đúng không. Và đối với cái gọi là degenerative diseases thì các bạn không nên đọc là gì, là teo não tuổi già, hình ảnh teo não tuổi già như mô tả đúng không, câu đấy là gì, là dễ là bác sĩ lâm sàng người ta cũng sẽ dễ đập đầu vào tường lắm đúng không. Tại vì sao? Thì người ta muốn biết là gì, là teo não ở cái vùng nào, đúng không? Khu trú ở đâu, ở vì trán hay là thùy thái dương hay là thùy đỉnh hay thùy chẩm vân vân đúng không? Vì nó sẽ liên quan đến cái tiên rất là nhiều, cũng như là các bệnh lý đúng không? Ở đó thì không biết các bạn nào chuyên gia về lão khoa đây có thể giảng lại cho tôi được không? Đấy, rồi là T2 ASEAN để đánh giá cái nhân xám ở hố sau, rất là hạn chế trên cái flare đúng không ạ? Thế còn cái flare thì đánh giá bất thường tín hiệu chất trắng đúng không ạ, các bệnh lý về chất trắng. Ngày mai chúng ta sẽ được nghe một cái bài bệnh lý về chất trắng rất đáng để chờ đợi. Diffusion để xem đánh giá cái hạn tối thương hạn chế phức tán, rồi là TDUSA là rất quan trọng đúng không ạ. Vì sao? Vì nó sẽ liên quan đến các cái bệnh lý mạch máu nhỏ, nó cũng là cái có thể gây ra cái dementia. Và tiêm thuốc thì cũng phải con si đúng không ạ, không phải lúc nào chúng ta cũng cần phải chụp tiêm thuốc một cách có hệ thống cần thiết. Và một số trường hợp perfusion spectral là DTI, nhưng thực tế thì theo như cái knowledge nông cạn của mình thì những cái chương chuỗi xung này thì nó thường là để đánh giá trong cái trường hợp nghiên cứu thôi, advanced thôi, còn nó không phải là thường quy đúng không. Những trường hợp này các bạn thấy là gì, là bệnh nhân này nó có một cái tổn thương nó teo não, bệnh nhân này có teo não ở cái vùng khu trú ở thùy trán hai bên đúng không, và cả cái thùy thái dương hai bên cũng bị teo não đúng không? Thế còn những cái vùng khác thì nó không bị teo não đúng không? Thì các chúng ta sẽ phải detect vào những cái vùng này, mô tả một cách cụ thể. Ngoài ra thì ông bạn bệnh nhân này còn có một cái bệnh lý là gì, amyloid angiopathy đúng không? Đấy thì là những cái mà nó đều có thể gây ra cái dementia. Hay những trường hợp này các bạn thấy là gì, một cái tăng áp lực ứ nước não thất nhưng mà không phải do tắc nghẽn, các bạn thấy là gì, là nó gây ra cái sàn não thất thì bị giãn xuống phía dưới đúng không, các sừng não thất thì giãn ra, và các bạn thấy là gì, là nó không hề có cái sự tắc nghẽn gì cả. Đấy thì nó cũng có thể là một cái nguyên nhân gây ra cái dementia. Và kết quả thì là chúng ta sẽ xác định, phải cố gắng xác định được cái nguyên nhân có thể điều trị được đúng không.
Đấy, ví dụ như là gì, ví dụ như là các cái tụ máu dưới nhện chẳng hạn, là những cái rất quan trọng đúng không? Có thể các bạn sẽ nó sẽ giúp cho chúng ta trong cái việc điều trị. Vì sao? Vì là cái tỷ lệ mà người già mà bị tụ máu dưới nhện mà không có triệu chứng, không có cái gọi là history ấy, là rất có thể xảy ra đúng không? Vì cái khoang dưới nhện của nó rất là rộng, người ta có thể bị chấn thương nhưng mà không hề có cái, người ta không nhận thức được cái điều đó đúng không? Và nó có cái ổ máu tụ dưới màng cứng. Đấy, hoặc là các khối của cái vùng của ở vùng trán hoặc là những cái vùng khối đúng không ạ? Nên lưu ý là gì, là những cái nhân dưới trên 65 tuổi mà teo não vùng vỏ trung bình, giãn hất trung bình đúng không? Tăng tín hiệu ở trên flare ở cạnh não chất trắng hai bên thì là bình thường đúng không? Thì chúng ta cũng không nên là bệnh nhân nào cũng thấy teo não đủ kiểu cả đúng không ạ? Thì nó không hẳn là một cái bệnh lý, nó chỉ là một cái tình huống sinh lý thôi. Tiếp theo là cái CSS infection đúng không? Thì mục tiêu là gì, để đánh giá các bất thường của hệ thần kinh trong bệnh lý nhiễm khuẩn. Đấy, và chẩn đoán xác định tổn thương trên các lớp lây tính là tổn thương do vi khuẩn hay là do virus hay là do ký sinh trùng đúng không ạ? Chỉ định khi mà có cái hội chứng màng não có sốt hoặc là dấu hiệu thần kinh khu trú. Các bạn lưu ý là gì, là 50% mã sen não là không có sốt, cho nên là các bạn cũng không nên là dựa vào cái chẩn đoán đối với cái CNS infection, chúng ta không nên quá là rely on clinical symptom đúng không? Đối với các lớp vi tính ấy, thì xin lỗi, đối với nguyên nhân thì có thể là gì, các cái áp xe não, viêm màng não, tụ mủ dưới màng cứng và ký sinh trùng đúng không? Thì chúng ta nên đi tìm thêm các cái đường vào đúng không? Các cái đường vào. Như trường hợp này các bạn thấy là một cái ổ tụ mủ dưới màng cứng đúng không? Dưới màng cứng và có khí ở bên trong. Vậy thì câu chuyện là gì, là và cái ổ tụ mủ này thì nó có ngấm thuốc viền sau tiêm đúng không? Nó là một cái MPM, đấy, tụ mủ dưới màng cứng, và cái đường vào của nó rất có thể là từ cái xoang hàm phía bên trái đây. Các bạn thấy là nó có khí, rồi nó có cái dày của cái xoang ở trong cái vùng này nó rất là nhiều đúng không? Hoàn toàn có thể là xuất phát từ cái sinusitis đúng không? Đấy, chúng ta mà cắt có nửa cái xoang thôi mà chẩn đoán được thì nó mới gọi là hành choáng đúng không? Tuy nhiên là những cái lúc mà đọc các lớp vi tính mà được tỉnh táo như này nó rất là hiếm gặp, đúng không? Rất là hiếm gặp. Và cái cộng từ đấy là lý do vì sao mà chúng ta nên chụp cộng từ, đúng không? Cái cộng từ nó sẽ giúp cho một số các bác sĩ không tỉnh táo có thể phát hiện được cái tổn thương nó rõ ràng hơn. Thì thứ nhất là gì, là cái protocol, thứ nhất là gì, là Saitan T1, là ASEAN Flare và Diffusion thì luôn luôn nhắc lại là gì, tìm luôn luôn phải có, đúng không ạ? Và chữ xung quan trọng nhất đấy là gì, là cái flare plus gado. Đấy, đối với các cái tổn thương của cái màng não ấy, là các bạn sẽ cho vào, đúng không ạ? Đấy, thì như trường hợp này đúng không, chúng ta thấy là gì, là cái flare plus gado đây thì các bạn thấy là sau, đặc biệt là gì, chụp càng muộn càng tốt đúng không? Sau 20 phút này các bạn thấy là cái việc nó ngấm thuốc của cái màng não rất là rõ ràng, rất là rõ ràng. Hai trường hợp này cũng vậy đúng không, bạn thấy là gì, là những tổn thương ở trên chỗ xung pre-contrast hay là thậm chí là gì, là T1 sau tiêm 5 phút thì cũng rất là khó để nhận thấy đúng không? Nhưng mà cái flare post-gado thì chúng ta thấy là cái ngấm thuốc của cái màng cứng nó rất là rõ ràng đúng không? So với cả cái T1 sau tiêm. Hai trường hợp này cũng vậy đúng không? Chúng ta thấy là gì, là một cái tổn thương do herpes đúng không? Ở cái vùng thùy thái dương cũng như là thùy trán và thùy đảo bên thái dương trong, thùy trán, thùy thái đảo bên trái đúng không? Bên phải đấy, và cái hình ảnh của một cái ngấm thuốc màng não là một cái rất quan trọng để giúp chúng ta đưa ra cái chẩn đoán xác định. Đây là một cây tương tự thôi, chúng ta thấy là gì, là một cái MPM cùng thì chán bên thì chán bên phải thì chán đúng không, đường giữa, và chúng ta thấy là gì, là nó có cái tổn thương rất là sinusitis của cái cái xoang xà đúng không, xoang xà xoang chán này rất là rõ ràng, và cái việc mà chúng ta ngấm thuốc, chúng ta tiêm ấy, thì nó sẽ giúp chúng ta là xác định cái tổn thương tụ mủ nằm ở cái vùng thùy trán đúng không, và khả năng là gì, là nó sẽ lan từ trong cái xoang lên, nó do cái nấm đấy, Aspergillus gì đó đúng không, và cái diffusion này giúp các bạn đánh giá các cái tổn thương ở trong nhu mô rõ hơn đúng không, với hình ảnh hạn chế 8. Sắp hết rồi, cố lên. Giờ chúng ta sẽ sang cái cuối cùng, đấy là cái neuroaid, đúng không ạ? Cái neuroaid thì
nó cái bệnh lý của cái của HIV ấy, thì nó có bốn cơ chế, đúng không? Thứ nhất là gì? Thứ nhất là do cái con virus. Thứ hai là do cái bệnh lý gọi là gì? Cơ hội à, nhiễm khuẩn cơ hội. Thứ ba là do phát triển những khối u, đúng không ạ? Ở những cái bệnh nhân mà nó bị tổn thương cái gì? Immunocompromised host. Và thứ tư là gì? Là nguyên nhân là do cái tự miễn, đúng không? Khả năng tự miễn. Nghe thấy không? Alo? Bạn nghe thấy không ạ? Có. Đấy, và cái thứ tư là gì? Là nguyên nhân là do cái liên quan đến cái điều trị, đúng không? Cho nên là gì? Cho nên là cái aim của chúng ta thì là gì? Là để sàng lọc thôi, khám sàng lọc khi mà bệnh nhân có những cái bất thường về thần kinh, đúng không? Có những bất thường về thần kinh. Hoặc là gì, là chúng ta đánh giá xem là bệnh nhân có bị các nhiễm khuẩn gọi là gì, cơ hội hay không. Thì cái chúng ta lưu ý là gì, là cái sự xuất hiện của cái tổn thương về thần kinh ấy, ở trong những bệnh nhân bị HIV ấy, thì nó liên quan mật thiết đến cái mức độ suy giảm miễn dịch, tức là cái CD4 này, đúng không? Thì các cái bệnh lý chất trắng nó chỉ xuất hiện khi mà cái CD4 nó giảm rất là nhiều, đặc biệt là dưới 100 khỉ gì đấy thì mình không rõ milimét khối hay là microgram hay cái gì đó, đây dưới 100 thì nó sẽ có các cái biểu hiện về mặt tổn thương ở trong nội sọ, đúng không ạ? Liên quan trực tiếp. Và cái thứ tự hay gặp là gì, là viêm u và bệnh lý mạch máu, viêm là hay gặp nhất đấy. Và nếu trường hợp là chúng ta sẽ dựa vào cái triệu chứng lâm sàng của người bệnh, đúng không ạ? Ví dụ như một bệnh lý mà cấp tính chẳng hạn thì thường là gì, có thể khả năng nó là một cái toxoplasmosis, là cái bệnh lý opportunistic infection hay gặp nhất, đúng không? Rồi là rối loạn một cách tiến triển một cách từ từ, đúng không? Chỉ có thể là một tổn thương của viêm não, hay là gì, hay là những cái dấu hiệu thần kinh khu trung tiến triển chậm nhưng mà lại liệt nửa người hoặc bán cùng bên chẳng hạn, thì có thể là một dấu hiệu của một cái PML. Thì về mặt kỹ thuật ấy, thì chúng ta sử dụng các sung thôi, và vẫn nhấn mạnh là gì, là viêm ấy, thì bao giờ cũng phải có flare, đúng không ạ? Cho nên là các bạn phải cho cái flare vào, nên cho cái flare vào, đúng không ạ? Và perfusion spectral để giúp các bạn để chẩn đoán phân biệt, đúng không ạ? Chẩn đoán phân biệt. Mặc dù là cái perfusion, cái spectral thì nó không có quá nhiều thông tin đâu, không quá nhiều thông tin trong cái việc chẩn đoán phân biệt giữa bệnh lý gây nên bệnh lý của cái tổn thương neuro-S đâu, nhưng mà nó có thể nó sẽ giúp các bạn trong cái việc là chẩn đoán phân biệt với cả các tổn thương u, không phải là tổn thương viêm, đúng không ạ? Những trường hợp này chẳng hạn, các bạn thấy là gì, một cái PML tổn thương ở không đối xứng ở cái vùng chất trắng dưới vỏ, và nó lan vào cả cái subcortical fiber, đúng không ạ? Ở cả thùy trán này và ở cái thùy chậm, đúng không ạ? Thùy chậm. Và đồng thời nó không ngấm thuốc sau tiêm, và nó có cái hạn chế gọi là peripheral restricted diffusion, đúng không? Ở trên diffusion là một cái PML. Hay chẳng hạn đây là một cái tổn thương nó nằm ở cái vùng dưới vỏ và nhân sáo trung ương hai bên, đúng không? Ngấm thuốc thì dạng viền, thì cái này hay gặp nhất đây là cái toxoplasmosis, đúng không? Và nó có cái sau 7 ngày thì nó xu hướng là nó bị chảy máu. Hay đây, trường hợp này là một cái tổn thương TB, đúng không? Một cái TB meningitis thì nó tổn thương, các bạn thấy là ngấm thuốc chủ yếu ở cái vùng màng mềm, đúng không ạ? Màng mềm ở cái vùng nền sọ. Đấy, tuy nhiên là gì, nó còn có cả tổn thương ở vùng vòm sọ luôn, màng não ở vùng vòm sọ luôn. Đấy, và cái sự xung flare contrast, post contrast này nó giúp cho chúng các bạn có thể đánh giá rất là tốt cái tổn thương của cái vùng ở cái màng não ở phía trên nữa, đúng không ạ? Và đồng thời là gì, là các cái chữ xung ở cái vùng cột sống, đúng không ạ? Thì nó cũng sẽ giúp cho các bạn là gì, đánh giá cái tổn mức độ lan tràn của cái tổn thương ở phía đằng dưới nữa. Đó, nó phải đằng dưới nữa. Đấy, nên là cái flare post contrast ở trong cái bài này mình nhắc đi nhắc lại rất là nhiều, đúng không? Và hy vọng các bạn sẽ nhớ đến nó khi mà chúng ta thực hành lâm sàng. Vì sao? Vì là nó cũng không phải là cái xu phổ biến, đúng không? Không phải lúc nào chúng ta cũng vác flare ra để chụp ở sau tiêm. Đấy, thì tóm lại là gì, là cái thăm khám về về thần kinh, đúng không? Thì các bạn thấy là gì,
nó cũng không phải là đơn giản lắm đâu. Protocol, đây ta nói về protocol rồi đấy, là nó cũng mà lại đang là gọi là gì, common rồi đấy, đúng không? Chứ còn không phải là cái dạng nó là phức tạp, đúng không? Nó không phải là cái gọi dạng gọi là áp dụng tất cả các chuỗi xung, áp dụng một cái protocol cho tất cả các bệnh lý, đúng không? Mình hy vọng là gì, là các bạn về sau các bạn sử dụng use your brain, đúng không? Trong cái việc là thăm khám về chẩn đoán ngành thần kinh, chứ không phải là use technician brain, đúng không? Không phải là để cho các ông kỹ thuật viên mà thích chụp thì chụp, sau đó thì là gì, các bạn cứ thế các bạn chén thôi thì nó sẽ rất là vớ vẩn, đúng không? Chúng ta có rất nhiều đường để đi, đúng không? Rất nhiều đường để đi, có rất nhiều các protocol để chúng ta có thể áp dụng, đúng không? Và ngay cả cái việc mà chúng ta nghỉ ngơi nó cũng có rất nhiều cái lựa chọn. Có con tim, chúng ta có lý trí, đúng không? Đấy, chúng ta cũng phải lựa chọn, chứ không phải là cái chuyện là mỗi cái chuyện là chúng ta đi ngoài đường, đúng không? Kể cả nghỉ ngơi chúng ta cũng phải lựa chọn. Đấy, nên là gì, là có lưu ý là cái protocol mình áp dụng một cách nó hợp lý và linh hoạt. Gần phải nhắc lại những cái này không nhỉ? Cái này là mình để lại để cho các bạn xem thôi, đúng không? Quá là mệt rồi, bây giờ nhắc lại cái đống này chắc chết. Thì mình có tổng hợp lại đây thôi, đúng không? Chắc thôi chúng ta sẽ không nhắc lại nữa, đúng không? Đấy, đây là trong cái stroke này, đúng không? Trong stroke thì chúng ta có là cấp tính như nào, đúng không? Bán cấp như nào và chronic như thế nào. Đối với chảy máu, chúng ta tìm nguyên nhân thì chúng ta sẽ có các cái phương án theo dõi, sử dụng non-contrast CT ra làm sao, CTA như thế nào, MRI ra làm sao, DSA như thế nào, đúng không? Đối với u, đúng không, thì là gì, còn tất cả mọi thứ, đúng không? Thế còn ở ngoài trục thì chúng ta sẽ áp dụng xung gì thêm, đúng không? Epilepsy cũng là một cái vấn đề rất là hay ho, đúng không ạ, về mặt protocol. Cũng vậy, đúng không? Cũng phải có cái nó hơi đặc biệt một chút về protocol. Ok. Bây giờ chúng ta có hello. Em có câu hỏi ạ. Em định trả lời câu này đúng không? Không, em có câu hỏi ạ. Ok, hỏi đi. Tại sao thầy bảo là trong cái epilepsy ấy, là tất cả các xung flare và chụp ở dưới 3 mm, nhưng ở bên Đức chụp 3.5 mà. Đúng rồi, chị ở trong cái protocol ấy mình cũng để là 3.5 mà. Tại sao lại thế ạ? Thì mình bổ sung bằng cái chuỗi xung mỏng rồi, các cái xung DIR rồi T1 3D, mình có hai chuỗi xung rất là mỏng, siêu mỏng, không phải dưới 1 mm, 0.6 mm. Còn nếu như các bạn muốn, dĩ nhiên là cái protocol ấy thì các bạn đọc những cái tài liệu khác nhau thì nó sẽ có các cái khuyến cáo khác nhau, chứ không phải là cái bài mà mình đưa cho các bạn nó chỉ là một cái kênh để các bạn tham khảo thôi. Đấy, chứ còn các bạn có thể sử dụng các cái rất nhiều các cái kênh khác để các bạn xem. Kể cả cái protocol mình đưa ra nó cũng không phải là cái nó gọi là chuẩn chỉ mà toàn thế giới sử dụng, đúng không? Và mình dùng là T flare 3.5 và mình dùng thêm chuỗi xung DR 3D, T1 3D, nghĩa là chúng ta có hai xung 3D trong một cái protocol. Đấy, một câu hỏi thứ hai, trong việc chụp cột sống để tìm mà tổn thương di căn theo dịch não tủy ạ, thì tại vì ví dụ như em đọc là dập minôm chẳng hạn, nhưng mà em chưa chắc chắn nên làm sao em đã sắp xếp là tìm tổn thương di căn được. Là ví dụ mình phải đợi kết quả, có kết quả giải phẫu bệnh hoặc là chẩn đoán xác định rồi thì mình mới xét cái đấy chứ. Bởi vì nếu như các bạn nó bị mất một bước thì mình chỉ là chẩn đoán, mình chỉ là gợi ý chẩn đoán. Dĩ nhiên là gì? Dĩ nhiên là cái chẩn đoán thì không bao giờ của chúng ta không bao giờ chắc chắn được 100%, đúng không? 100%. Nhưng nếu các bạn mà make sure, đúng không? Các bạn có thể make sure thì các bạn nên chỉ định chụp trước khi mổ, chứ không phải là mổ xong rồi có giải phẫu bệnh rồi thì chúng ta mới đi chụp. Tại vì sao? Vì rất có thể là cái chuyện nó di căn xa rồi, nó di căn xuống phía dưới rồi, nó sẽ làm thay đổi cái thái độ chẩn đoán và cái can thiệp cũng như là cái treatment planning của người ta nó sẽ thay đổi, chứ không phải là chờ đến lúc mà có biopsy rồi chúng ta mới bắt đầu bảo là chụp post-op đi, không nên như thế. Các bạn
nhiều lúc là gì chúng ta có thể là giết nhầm hơn bỏ sót, đúng không? Thế chứ các bạn phạm khá chắc chắn, đúng không? Với một cái ví dụ như là một cái bệnh nhân mà trẻ tuổi, đúng không? Một đứa trẻ rồi là có tổn thương nó nằm ở cái vùng tuyến tùng, rồi là nó cả tuyến tùng và trên yên chẳng hạn, nấm trúc mạnh đồng nhất, thì các bạn nên nên cho chỉ định chụp whole spine, nên nên có report ở trong là whole spine. Nhưng mà cái việc chụp trước hay sau có biopsy nó thay đổi gì không ạ? À, cái đấy thực sự là gì, là mình không phải là bác sĩ lâm sàng nên mình không thể nói cho, mình không có cái experience lắm trong cái chuyện đó. Nhưng mà trong các cái reference mình đọc ấy, thì họ nói là nó sẽ có thể change cái treatment planning. Tuy nhiên là về mặt logic mà chúng ta tư duy, đúng không ạ? Thì cái tổn thương mà nó tại chỗ và một cái tổn thương mà nó lan tràn rồi thì mình nghĩ là cái tiên lượng cũng như là cái treatment planning chắc chắn là nó sẽ phải khác nhau, đúng không ạ? Không thể nào mà cái ông chưa có một cái tổn thương lan tràn với cả một cái ông có lan tràn mà lại điều trị hay tiên lượng như nhau được cả, được xem được. Theo mình nghĩ là như vậy. Còn cụ thể hơn như thế nào thì mình xin lỗi là mình không có cái câu trả lời ở đây. Các bạn có hỏi gì không ạ? Ok, chị Hải Anh đâu? Chơi cây này thôi. Nam 21 tuổi, eo đầu. Bây giờ bạn cứ mô tả một cách nó rất là nhanh nhanh gọn thôi, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ tập trung vào cái protocol là chính thôi, đúng không ạ? Các bạn hướng đến cái gì và có nên làm gì không? Nằm ở đằng sau ạ. Có tổn thương tăng tín hiệu trên le không đều, có phần tạm trên e, chắc là chảy máu. Tên một tăng tín hiệu trên tên một tăng và gấm thuốc thì em không rõ, nhưng nó gây đề ép não thất tư, gây giãn não thất phía trên, tổn thương não mức dịch. Đây, cái này chắc là ổ chảy máu thì có phần tăng trên tim. Đây là bây giờ mình nói về cái protocol, đúng không ạ? Và các cái khối u ở vùng này hay gặp là gì, và cái protocol này thì đã làm cho bạn hài lòng hay chưa, đúng không? Cái này tất cả đều chụp trên ASEAN, thì cái này có tổn thương để tức là có ứ nước dịch, có ứ nước não thất, nên là cần có xung T2 sagittan. Sagittan chứ xung gì nữa? Để chúng ta cứ thử giả thử thôi, là ví dụ như chuyên viên anh chụp cho bạn những cái xung như này thì các bạn thấy cảm thấy nó không hài lòng gì thì các bạn yêu cầu thôi. Và kỹ thuật viên Duy Hùng thì thực sự là gì, rất là dễ tính ấy. Không có BWI, không có diffusion, sẽ yêu cầu thêm cái T2 cytal và cái DWI, đúng không? Rất là chính xác. Tại sao mà bạn yêu cầu thêm DWI? Bạn khai thác gì ở trên đấy? Khai thác gì ở trên cái T2 sagittal? Thì mình sẽ đánh giá là cái khối này phát, là nó đè ép não thất. Thì mình phải đánh giá là nó có xuất phát liên quan đến não thất không, phương tiện từ trần hay từ sàn não thất. Đúng rồi, chính xác. Việc đè ép của mức độ gây ứ nước vì đã tủy, ứ nước não thất. Thế còn cái DWI trong trường hợp này có vai trò gì không? Thì nó sẽ giúp phân biệt là cái phần dịch là hạn chế phức tán hay phần xung quanh hạn chế phức tán. Để định là chúng ta có rồi đấy thì như nào? Thì tách lại cái hình ban đầu năm 21 tuổi. 21 tuổi đau đầu. Đó. Chúng ta có một khối nó nằm ở cái vùng hố sau như vậy. Như là xuất phát từ trần não thất, từ trần não thất có phần hạn chế khuếch tán, có phần trung tâm dạng dịch không hạn chế khuếch tán, tăng nhìn tim một có thể là chảy máu ạ. Thì tách lại cái hình cái toàn ASEAN ấy.
cái này thì em cái phần ngấm thuốc thì em không thể biết được ngấm thuốc hay không. Ngấm thuốc nào, ngấm thuốc rất là ít. Bây giờ một cái chúng ta sẽ nghĩ đến ngoài cái việc là chúng ta sử dụng chuỗi sung ra cái protocol ra thì là cái việc là chúng ta sẽ phải muốn phân biệt giữa cái gì với cái gì, đúng không? Và sau đó thì chúng ta sẽ dựa vào các đặc điểm hình ảnh của các cái trên cái chuỗi sung đấy để chúng ta gọi là gì, loại trừ các cái nguyên nhân, các cái mà các bạn nghĩ đến, đúng không? Để đưa ra cái chẩn đoán cuối cùng, đúng không? Vậy thì tóm lại là ở cái chỗ này thì bạn nghĩ đến phân biệt là với cái gì với cái gì? Cái này thì em nghĩ đến là minibacto và phân biệt hai chẩn đoán phân biệt biệt với cả cái này nữa, em thấy nó rõ xuất phát từ trần này không? Không thì bây giờ mình đang nói về mặt lý thuyết chứ mình không nói về cây này, đúng không? Thì rất phân biệt với cả epagnimum ạ. Đúng rồi, chắc chắn là khi mà chúng ta nhìn đến cái vị trí này luôn luôn là gì, epagnimum và midbrainstem là hai cái mà chúng ta cần phải luôn luôn phải để trong đầu, đúng không? Và những cái chuỗi sung mà các bạn yêu cầu thì là gì, để giúp các bạn loại trừ cái thằng một trong hai thằng già với nhau, đúng không? Giữa hai thằng với nhau, đúng không? Thì như bạn nói là gì, là cái tổn thương nó xuất phát từ trần não thất, đúng không? Và thứ hai là gì, là tổn thương nó hạn chế khuất tán trên deep vision, nó gợi ý là gì, là một cái tổn thương u nó giàu tế bào, đúng không ạ? Mà giàu tế bào thì nó là bậc cao, đúng không ạ? Nhớ là myeloblastoma thì là một cái u nó bậc 4, đúng không ạ? Bậc 4. Và nó xuất phát từ trần của não thất, xong đúng không? Thì chúng ta sẽ hướng đến là gì, là một cái myeloblastoma hơn là một cái epagnimum, đúng không? Và sao? Và cái này nó có đi căn theo dịch não tủy nên cần chụp toàn bộ cuộc sống. Đúng rồi, chính xác. Đấy thì các bạn sẽ, dĩ nhiên là giống như mà các em chúng ta vừa discuss với nhau, đúng không? Là không có gì là 100% cả, đúng không? Tuy nhiên khi mà các bạn nghĩ đến một cái medulloblastoma nhiều hơn thì các bạn nên recommend cái việc là gì, chúng ta cái MRI host by MRI để làm gì, để mà trước khi mổ, đúng không? Chúng ta xem phía dưới xem nó có spreading đi đâu hay không, đúng không? Mặc dù có thể khi mổ ra lại là epagnimum, đúng không? Who knows? Các bạn sẽ và sẽ dựa vào cái đó để các bạn dựa thêm bằng epimeloblastoma, và khi các bạn nghĩ đến epimeloblastoma thì cái host by MRI là cái mà các bạn nên consider, các bạn nên consider trong cái report. Nga Đoàn nào, bây giờ cứ coi như đây là một ông kỹ thuật viên, đúng không? Gamer, đúng không? Thì chụp có vài ba chuỗi sung vứt cho bạn xem, đúng không? Bây giờ bạn là người một cái nhà chẩn đoán ngành expert, đúng không? Radiologist, các bạn yêu cầu kỹ thuật viên đấy chụp thêm cái gì đấy, đúng không? Như em kỹ thuật viên này muốn đạt được doanh số cao, đúng không? Nên là em chỉ chụp mỗi T1, T2, flare, T6 tiêm thuốc thôi. Thì bây giờ bác sĩ Nga Đoàn, đúng không? Có ý kiến gì không? Em thấy cái ca này thì cái sinh T1 và T1 trước và sau tiêm thuốc thì nó không cùng một mặt thẳng, nên sẽ khó đánh giá. Yêu cầu chụp vì là T1 trước tiêm sagittal rồi, nên kêu viên sẽ nhìn luận là ui cái này 3D mà dựng lên đi, dựng sagittal đi mà xem. Rồi ok. Em có ý kiến là cái này là 3D ạ, nên là bác sĩ có thể dựng 3D từ sagittal để bác sĩ so sánh ạ. Bác sĩ có yêu cầu gì thêm nữa không ạ? Thiếu sung đấy, kỹ thuật viên nó phải như thế, đúng không? Diffusion đi, chụp ngay đấy. Không thôi, bệnh nhân ra mất rồi. Tổn thương này nằm ở vị trí vỏ và dưới vỏ vùng đỉnh bên trái, có hạn chế khuếch tán và sau tiêm thì ngấm thuốc liền. Có thể có hai, không nghĩ đến hai chẩn đoán, một là áp xịt, hai là u não. Dạ vâng ạ. Bây giờ bác sĩ có cần yêu cầu gì không ạ? Còn chụp thêm focusion và spectral. Kỹ thuật viên bác sĩ hôm nay là sự gặp kỹ thuật viên là quá mắt tính luôn. Bác sĩ yêu cầu gì kỹ thuật viên làm luôn.
Trên spectro thì thầy có phát sinh nào ạ? À, tôi tăng sinh mạch spectro thì có tăng colin và giảm NNA đây nên nghĩ cái tổn thương này là u không phải là áp xe. Đúng rồi, ok đúng không ạ? Cây này thì gì chúng ta sẽ phải có hại. Mặc dù nó hạn chế khuếch tán rất là rõ, đúng không? Hạn chế khuếch tán rất là rõ. Nhưng các bạn cũng không nên nghĩ rằng đây là một cái abscess đúng không? Không phải là cứ hạn chế khuếch tán thì là abscess đúng không? Và khi mà các bạn không chắc chắn thì cái việc là gì perfusion spectro là cái mà các bạn nên 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 đặt ra đúng không ạ? Nên yêu cầu thêm đúng không ạ? Thì sao? Vì nó là cái rất quan trọng, một cái u nó khác, một cái abscess nó khác. Hai cái nó hoàn toàn khác nhau. Tado nè. Tổn thương nằm ở vùng nằm trong trục ở bán cầu tiền não bên trái. 65 tuổi. Đau đầu, đi khám vì đau đầu. Vâng, thì tổn thương này có tăng tín hiệu trên gland và tín hiệu cũng tăng trên trên một. Và sau tiêm thì cái viên xung quanh em vẫn thấy nó ngấm thuốc. Rồi UFBI thì nó giảm tín hiệu. Không hạn chế khuếch tán. Có viên phù não xung quanh. Trên FWI thì không thấy phần tín hiệu giảm. Thì khả năng này không phải vôi hóa cũng không phải chảy máu. Tuy nhiên lại tăng trên T1 thì lại không rõ là liệu phải mỡ hay là chảy máu hay không. Em nhìn vào cái FWI ấy. Tăng này thì khả năng chảy máu thôi. Nếu như mà người lớn mà có chảy máu ở vùng bán cầu tiểu não thì khả năng ở lớn tuổi là chảy máu do tăng huyết áp. Tăng huyết áp thì nó không ngấm không? Sẽ không ngấm. Nếu như thế thì u não chảy máu rồi, u não di căn chảy máu. Thì bây giờ mình là cặp một, bây giờ đi hỏi kỹ thuật viên là u não di căn chảy máu không ạ? Bạn ơi thì nó hơi khó nhỉ, mình đang đóng vai trò là kỹ thuật viên ạ. Nghĩ là đang phân vân u não hay là khi tổn thương chảy máu đơn thuần thì anh muốn thêm một cái xung spec hoặc là và perfusion. Em có ý kiến ạ? Theo bác sĩ thì perfusion với spectro mà làm với cục chảy máu thì nó có hiệu quả không ạ? Em làm cái này em thấy nó mất thời gian lắm. Vợ con em, bố em đang ở nhà chờ đợi. À quên. Nhiều. Về phết đấy, cũng giỏi phết đấy. Bác sĩ lơ ngơ người ta hỏi ngay ấy. Em thấy có cái ông Hùng vớ vẩn ông bảo là mẹ spectro và perfusion mà nó cứ bị chảy máu không ăn thua lại còn hố sau đấy, biết xem bác sĩ thì nha. Ai có ý kiến gì không? Bùi Thảo có ý kiến gì không? Cả ca này ạ. Em thấy ca này thì một tổn thương dạng nang dịch tăng trên phle ở trên sau tiêm ngấm thuốc viền ở hố sau trên bệnh nhân cao tuổi, em nghĩ thứ phát nguyên nhân tại vị trí khác. Vâng, thế bác sĩ có yêu cầu chụp thêm gì không ạ?
Em nghĩ là bệnh nhân lên chụp tầm soát. Okay. À, cho chụp chụp mà chắc chụp chụp ngực ra vậy. Chụp gì ạ? Em nghĩ là não thì thôi. Não thôi đúng không? Em bác sĩ muốn chụp gì ạ? Các bác sĩ ở đây mấy chục bác sĩ đây. Muốn chụp gì ạ? Để em còn phục vụ em biết em. Em muốn ít quang phổi. Em muốn ít quang phổi. Đúng rồi đây. Đúng rồi. Em phẫu thuật kỹ thuật viên bây giờ khó nhỉ? Chiều bác sĩ khó lắm. Bác sĩ phải nói rõ bác sĩ muốn gì. Bác sĩ chả nói năng gì cả. Theo tôi thì nên tầm soát. Chụp mẹ pet luôn. Đúng không? Bạn giống như bạn Bùi Thảo vừa nói đúng không? Chúng ta có một khối nó nằm ở vùng hố sau to tổ bố thằng ăn mày ra đúng không, ngấm viền ở cái ông 65 tuổi đúng không, thì đầu tiên các bạn nghĩ đến là mét đã đúng không, và cái mà các bạn nên làm không phải là cái sọ bạn để stop được, vì sao, vì cái việc chẩn đoán phân biệt đây nó không có nhiều lắm, không cần thiết, mà các bạn phải đi làm cái simple nhất đây là gì, cái quang phổi đúng không, đấy là lý do vì sao mà ông Nguyễn Duy Hùng làm việc với tôi, mẹ hỏi thì chả nói năng gì cả, cứ bảo mẹ đi chụp phổi đi đúng không, vì sao, vì ông không biết đéo đâu là cái gì đâu, cho chụp phổi trước, làm tính sau. Tumi nè. Bệnh nhân này vào vì một cái chấn thương sọ não đấy. Các bạn nhìn thấy nó sưng húp cả bên thái dương bên phải. Phần mềm. Đi ra mày thôi. Cái gì đấy? À, ông nào có ý kiến nhé? Tumi. Dạ. Bệnh nhân chấn thương sọ não em ơi. Bao nhiêu tuổi? Đấy, 46 tuổi này, mình nhìn trên cái phim kìa. Bệnh nhân này có tụ máu dưới màng cứng, bán cầu não phải, ăn não trái. Oh my god. Sốt huyết dưới nhện. Phù não, bán cầu não trái. Có một số cái tổn thương tăng tỉ trọng dạng vôi à? Ở cái phì thái dương chậm trái. Thì em nghĩ là cái này không phải là cái chấn thương sọ não, không phải là cái nguyên phát, tức là không phải là cái khởi phát. Nó chỉ là cái hậu quả do tổn thương. Thì em hỏi là bây giờ làm gì tiếp ạ? Bác sĩ ơi, bác sĩ dài dòng quá. Em kỹ thuật viên ngồi chờ bác sĩ để em phục vụ bác sĩ mà. Cái này em có phải chuyên môn nhau đâu. Chỉ bảo làm gì thì em làm đi. Chụp CTA. CTA đúng không ạ? Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ. Ôi mạch quá. Ngàn vàng đấy, không biết đường đúng không? Cái này các bạn thấy là gì? Là chúng ta có một cái case nhân vào ngày 19 tháng 2. Năm bao nhiêu đấy thì mình không rõ ràng lắm, thì mình lấy case này thực tế luôn đúng không? 2015 ạ. Rồi thế. Đấy thì là chụp, các bạn thấy là gì? Có thể thấy là bệnh nhân này chụp đến 3 lần liền đúng không? Chụp 19 tháng 2, mùng 4 tháng 3 và mùng 12 tháng 5 chỉ theo dõi. Và tất cả chúng ta chỉ ban đầu thì đúng như bạn đọc, mỗi một cái tổn thương nó tụ máu dưới màng cứng ở cái vùng này. Có nốt vôi hóa đúng không ạ? 14 tháng 3 thì chúng ta cũng thấy một cái tổn thương dưới màng cứng ở đây đúng không ạ? Sau khi chúng ta nhìn thấy trên bách có cái tổn thương này đúng không ạ? Và đến 22 tháng 5 thì chúng ta đọc bình thường, không có gì cả. Đúng không ạ? Và cuối cùng thì bệnh nhân này thay vì được chụp CTA thì bệnh nhân được chụp MRA đúng không ạ? Và các bạn thấy là cái tổn thương mà chúng ta bỏ sót nó không bé cho lắm đúng không ạ? Nó không bé cho lắm. Và cái việc mà chỉ định chụp MRA này đây, các bạn nhìn thấy là chụp sau một ngày đúng không ạ? 12 tháng 5, 13 tháng 5. Cái này là do chỉ định của bác sĩ lâm sàng, chứ còn về mặt bản chất report thì chúng ta không
không có nhắc đến gì đến cái tổn thương ở AVM ở dưới cả, mặc dù là nó thấy rất là rõ nó có vôi hóa, nó có các cái tĩnh mạch dẫn lưu giãn ngoằn ngoèo ở cái vùng khoang dưới nhện, đúng không ạ? Thì đấy là lỗi của chúng ta, lỗi chúng ta là gì? Chúng ta không detect được những cái trường hợp đó. Và cái nữa là gì, là nếu như chúng ta có detect cái trường hợp đó thì cái CTA, đúng không ạ, như bạn Kimi nói là gì, là cái chúng ta nên sử dụng, đúng không ạ? Hoặc nếu trong trường hợp mà không có CTA thì chúng ta muốn đánh giá thêm trong cái cảnh chấn thương, chúng ta muốn đánh giá thêm nó rõ ràng hơn thì cái MRI cũng là một cái để chẩn đoán, đúng không ạ? Nhưng chúng ta không nên đổ bỏ sót những tổn thương như thế này. Mặc dù bệnh nhân là được chụp đến 3 lần CT, đúng không ạ? Theo dõi. Đây cũng là một trường hợp mà cụ thể ở tuyến dưới chuyển lên này. Đây, tất cả các chuỗi xung mà người ta thực hiện ở đây, đúng không ạ? Các bạn đánh giá xem là như thế nào. Chúng ta có những cái nó rất là hay thôi, rất là basic. Mình không phải là mình trộn nọ, trộn kia, giấu nọ, giấu kia, đúng không ạ? Mà chúng ta là thực tế, đúng không ạ? Bệnh viện gì đấy thì chúng ta zoom lên thì không biết là bệnh viện gì. Như xóa mẹ giấu rồi. Đúng không ạ? Đấy. Thanh nè. Ca này thì đây này, có chữ này, bệnh viện gì này, có mỗi một chữ ở đằng sau thôi, có mỗi một chữ cái, bệnh viện có tiền mỗi tiền một chữ cái thôi. Hưng ạ, Hưng đâu rồi, Hưng cong đâu rồi, bệnh viện E ấy hả? Anh mình không nói gì đâu nhá, chắc bệnh viện C, chắc là bệnh nhân đi đẻ. À, thấy gì không? Bây giờ vấn đề là cái protocol như này, bây giờ bạn ý kiến như nào? Protocol này nhưng mà đây là hình người ta in lên chứ không phải là protocol người ta chụp đâu, là sao mình biết là người ta chụp những xung gì, người ta in lên? Đây là đây là phim được chuyển lên bệnh viện Đức với chẩn đoán là một cái u não, và đây là cái phim mà mình lấy được ở mà bệnh nhân người ta mang lên cho mang lên đấy. Tất cả xung người ta chụp là như này thôi ạ, có chẩn đoán nó người ta chẩn đoán u não và chuyển sang cái đức đấy. Mình chụp lại để cho các bạn làm cái discuss thôi, quên, chứ không có ý định gì đâu. Là người ta chụp một T1 sagittal dây trên ASEAN và vỡ lập. Đây là gì? Đây là T2 ASEAN chụp dây và T2 cùng một mặt phẳng ASEAN. Chúng ta có đầy đủ tất cả mặt phẳng luôn, ba mặt phẳng luôn. Chúng ta có T1 ASEAN, chúng ta có T2 coronan, chúng ta có flare ASEAN, chúng ta có diffusion ASEAN, chúng ta có T2 star ASEAN, đúng không ạ? Là một cái style thường thấy, đúng không ạ? Các bạn thấy là gì, là thăm khám mà bao giờ phải có đầy đủ ba mặt phẳng, đúng không? Và có thêm cái TOF. Yes. Ok, bây giờ là bạn thì bạn như nào? Thấy nào? U não, người ta chuyển đi. U não mà không tiêm thuốc, u não mà DLY mà không có ADC, sao lại chụp tóc? Bình thường. Cái ADC đương nhiên rồi, ADC không bao giờ người ta in vào trên phim. Tên là có DLY nhưng lại không có có ADC để đối chiếu. U não mà lại chụp tóc bình thường, protocol u não nhà mình không có tóc. Thứ hai là có T1 nhưng mà không có sau tiêm thuốc mà. Anh không nói cái chuyện là u hay là không u. Anh hiểu chưa? Mà là đây là gì, là đấy là anh đang kể câu chuyện thôi, chứ còn đây là cái mà các bạn mà cái cả cái quá trình, cả cái examination mà người ta thăm khám. Chứ mình không nói cái chuyện là u hay không u. Ở đây các bạn thấy là gì, là tổn thương nó như thế này, các bạn thấy phù hợp hay chưa, hay còn thiếu cái gì không, muốn chụp gì thêm không? Hiểu chưa? Chúng ta không nói đến chuyện u hay không u ở đây. Thế anh Hưng ra rồi kìa. Không, ai anh không nói gì đâu nhé, cong nhá. Tôi không nói gì đâu. Thanh Vân Anh nói. Sao bây giờ em muốn gì? Bác sĩ nãy giờ bác sĩ cứ để cho tiếp viên ngồi chờ đợi, tôi chả biết bác sĩ muốn gì cả. Chụp chiếu đi, nói mẹ nhanh lên để con về đi. Em muốn T1 sau tiêm, em muốn
ADC của bệnh nhân này? ADC thì chắc chắn là có. Và cả DSI, nói chung là nhìn T1 thế này thì em nghĩ đấy là một máu tụ hơn là một cái u rồi. Tất cả những cái này thì nó có phiền giảm trên T2 sao, nhưng mà lên luôn một phát tập chụp DSA này thì kinh quá. Thế là mình nghĩ là nhìn đây là bệnh nhân này là có một cái khối vì nó có cái viền tăng tín hiệu rất là rõ ở trên T1 cộng với những cái viền giảm tín hiệu trên các xung thiên T2 như là T2 sao hoặc là DFUA. Thế là mình nghĩ đến nhiều khả năng đấy là sẽ có một máu tụ, một cục máu tụ ở ngoại vi. Thì đấy, nhưng mà bệnh nhân này bao nhiêu tuổi vậy? Bao nhiêu tuổi? 45 tuổi. Vâng, bệnh nhân cũng không phải lớn tuổi lắm mà nữ, máu tụ ở ngoại vi thì tất nhiên là mình phải nghĩ đến nguyên nhân chảy máu do các nguyên nhân mạch ấy. Nhưng mà bệnh nhân này cái top này xấu quá, chả nhìn thấy cái gì thì em suspect người ta chụp CTA chứ không phải là đi chụp DSA. Đúng rồi, chính xác ạ. Đúng, chính xác. Như vậy cái chuyện là đi DSA là vì là sao? Vì chúng ta vì đây là cái này là cái mà bạn có nghe thấy không? Nó nghe thấy không nhỉ? Thanh nghe thấy không nhỉ? Ở đấy thì cái này là gì, là mình lấy thực tế thôi, tức là gì, lên bệnh viện Đức là chúng là phang luôn ESA đúng không ạ? Nhưng thực tế nếu như mà logically mà chúng ta nói là gì, là nếu như trên cộng từ không thấy đâu đúng không ạ, nhưng cái cây này thì nếu như mà đẹp nhất thì là gì, là nếu như các bạn làm ở trong trường hợp này các bạn nhìn thấy một cục máu tụ ở đây thì các bạn cũng nên là gì, là nên tiêm thuốc đúng không ạ, để xem có vấn đề gì hay không, hoặc chúng ta chụp CTA đúng không ạ, để chúng ta xem vì sao vì cái TOF này nó không thể với lên được cái vùng đỉnh, không với lên vùng đỉnh. Và một cái khối u mà với bệnh nhân là một cái tổn thương máu tụ mà ở dưới 50 tuổi thì chắc chắn là các bạn phải tìm nguyên nhân đúng không ạ, chứ không các bạn không thể nào mà nói là kể cả cái cộng từ các bạn không nhìn tìm thấy nguyên nhân đúng không ạ, các bạn tiêm thuốc và các bạn không thấy nguyên nhân gì cả thì các bạn cũng nên xác xét các cái phương án khác đúng không ạ, đấy là gì, đấy là CTA, đấy là DSA hoặc là theo dõi hoặc là cái gì đó để các bạn làm đúng không ạ, chứ bạn không thể nào mà không thể nào nói đây là u não được đúng không ạ, không có một cái dấu hiệu gì để nói đây là u não chảy máu cả đúng không. Và cái mình hoàn toàn đồng ý là gì, là trong trường hợp này các bạn có thể là gì, nếu như các bạn đang làm cộng từ đây thì các bạn nên làm một cái tiêm thuốc. Mình nghĩ là chắc với một cái NIDUS như này thì chúng ta vẫn có thể nhìn thấy được cái NIDUS hoặc là một cái CTA đúng không, thay vì một cái DSA là một cái tổn thương xâm lấn. Một cái bệnh nhân khác cũng được chuyển lên đúng không, chuyển lên đấy, chẩn đoán luôn đúng không, hạng 2015 chẩn đoán là u não, cũng chẩn đoán u não. Chẩn đoán u não và có cái phim chụp ở phía dưới và người ta đọc là luôn là u não với những chuỗi xung như thế này. Việt Nam Thụy Điển còn mà quá không thấy cao không ngọc rồi, con mới không ngọc cho bạn. Theo các bạn thì là cái blue phone này nó có vấn đề ở đâu? Tất cả các xung này đều chụp trên cùng một mặt phẳng ạ, và không có đi đa loài. Ok, đấy là cái mấu chốt đúng không ạ? Cái mấu chốt ở đây là gì, là cái đi DWA thôi đúng không ạ? Khi mà nhìn thấy một cái đi DWA như thế này thì các bạn chỉ là câu chuyện nó gọi là rõ 10-10 rồi đúng không ạ? Nó là một cái abscess đúng không ạ? Nó là một cái abscess. Okay. Nhưng mà thực tế là gì, đây là cái ví dụ thôi, tức là gì, mình thấy là gì, đấy là cái protocol. Vấn đề chúng ta chẩn đoán sai là vì chúng ta không có protocol chuẩn, chứ không phải là do chúng ta đầu óc chúng ta có vấn đề đúng không ạ? Mình nghĩ là như vậy. Thế nhưng các bạn có đầy đủ protocol thì cái này là gì, chắc chắn là các bạn sẽ nói là abscess chứ không phải là u não đúng không ạ? Chỉ có trường hợp các bạn chẩn đoán sai là vì trong đầu bạn có cái u hay là cái cục gì đấy hoặc là bị teo mẹ não rồi đúng không ạ? Cho nên là gì, cho nên là cái protocol là cái rất quan trọng đúng không? Các bạn học rơi học biển nhưng mà cái protocol của bạn nó không chuẩn, các bạn hoàn toàn có thể miss các cái tổn thương rất là dễ dàng đúng không? Như trường hợp này không có diffusion, đọc ông chụp cái gì đấy, chụp cái T1, chụp cái flare với chụp cái T2 xong chụp sau tiêm đúng không? Và ông luôn là u não, nó rất là nếu bạn không, cái protocol nó không chuẩn thì cái đường đi nó sẽ sai lầm rất là nhiều đúng không? Đấy, và thêm trong cả diffusion luôn nếu các bạn thích đúng không? Nên chúng ta phải lựa chọn, có những lựa chọn thông minh đúng không? Cho những cái protocol của mình. Giống như việc cắt tóc này, mai mà không có cắt tóc các thiết đóng cửa rồi thì khả năng là cũng phải lôi cái này ra thôi và xử lý thôi đúng không, cũng là một lựa chọn nhưng mà nó hơi căng thẳng đúng không? Cho cả thằng được cắt tóc và thằng cắt tóc. Ok, chúng ta có cây gì nhỉ?
Ở trên cũng có chữa cây không hay là nghỉ? Nghỉ ạ. Nghỉ à?